Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 184. Ngô Bình nói, thử thôi. Cô gái 17, 18 tuổi kia bĩu môi nói, thi trước chưa chắc có thể đạt được thành tích tốt, nhiều người ôn luyện dữ lắm. Âu Dương Chí Viễn cười nói, Tiểu Bình, để bố giới thiệu một chút, đây là Âu Dương Tinh, hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau rồi đó. Ngô Bình lập tức nhớ đến, ngày xưa có một cô bé xấp xỉ mình, là con gái của Âu Dương Chí Viễn. Lúc ấy, cô ta kiêu ngạo y như một cô công chúa nhỏ, không thích chơi với Ngô Bình còn nói anh là thằng nhóc nghèo. Hóa ra là Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp, Ngô Bình cười chào hỏi. Âu Dương Tỉnh hơi quay mặt đi, dường như không muốn nói chuyện với Ngô Bình. Mấy năm nay, bố làm ăn ngày càng lớn, người cô ta quen đều là những cậu ấm nhà giàu, con trai ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh thì sao có thể để ý đến loại con cái trong gia đình bình dân như Ngô Bình. Âu Dương Chí Viễn cười bảo, Tiểu Bình, con từ nhỏ đã thông minh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Mặt mày Ngô Đại Hưng kiêu ngạo nói, anh ba, đời em đã chẳng có tiền đồ gì, nhưng Tiểu Bình đúng là chịu thua kém người ta. Cuộc thi toàn thành phố lần trước, thằng bé đã đứng nhất đấy. Vậy hả, ánh mắt Âu Dương Chí Viễn sáng lên nói, Tiểu Bình, con giỏi thật. Chắc khoác lác thôi, Âu Dương Tinh hiển nhiên không tin lắm, Trung Châu có cả mấy trăm ngàn học sinh, mà anh có thể đứng nhất. Gần đây Âu Dương Tinh mới trở về Trung Châu nên vẫn chưa biết chuyện của Ngô Bình, do đó phản ứng đầu tiên của cô ta chính là không tin mới mở miệng nghi ngờ. Âu Dương Chí Viễn khẽ cau mày, biểu hiện hôm nay của con gái khiến ông ta cực kỳ bực, nói Tiểu Tinh, sao con có thể nói vậy? Anh Tiểu Bình con đã thông minh từ bé, đứng đầu cả thành phố cũng không lạ. Người phụ nữ kia cười bảo, hạng nhất quả thật không dễ thi đậu, Tiểu Tinh cảm thấy là cũng bình thường mà. Ngô Bình chưa từng gặp người phụ nữ đó bèn hỏi, bố nuôi, đây là mẹ nuôi hả? Âu Dương Chí Viễn cười đáp, đúng vậy, bà ấy là mẹ nuôi con. Y, người phụ nữ vội vàng xua tay, không dám. Chúng ta cũng chưa gặp bao giờ. Sau đó, bà ta đảo mắt nhìn về phía Hàn Băng Nghiên hỏi, đây là con gái chú à? Ngô Đại Hưng đáp, chị dâu, đó là bạn gái Ngô Bình. Hàn Băng Nghiên khẽ gật đầu, cháu chào gì? Người phụ nữ cười rồi nói, em còn có chút chuyện nên chắc không ở lại được. Âu Dương Chí Viễn khẽ nhíu mày xong vẫn nói, vậy em về trước đi. Ngô Bình đưa hai người xuống lầu, chỉ thấy một chiếc siêu xe sang trọng trị giá mấy chục triệu tệ đang đậu bên dưới, lái xe mở cửa ra, hai mẹ con bước lên đi một mạch, cũng không thèm đáp lại câu tạm biệt của Ngô Bình. Lên lầu, Âu Dương Chí Viễn và Ngô Đại Hưng đang nhậu với nhau. Hai người không gặp lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ muốn uống thả cửa cho đã. Sau khi uống lên ba ly rượu, Ngô Đại Hưng mới biết được những chuyện mà Âu Dương Chí Viễn đã trải qua trong mấy năm nay. Hóa ra, hồi còn trẻ, ông ấy đã quen với một cô tiểu thư nhà giàu, cũng chính là người phụ nữ ban nãy. Tuy hai người đã có con, nhưng người phụ nữ kia vẫn không dám nói cho người nhà. Hơn nữa, có vẻ như bà ta cũng không muốn công khai chuyện của cả hai. Sau khi sinh con, bà ta bảo Âu Dương Chí Viễn nuôi con, ngay cả Ngô Đại Hưng cũng không biết chuyện đó. Về sau, bố mẹ cô tiểu thư kia đã biết, vì con cũng đã sinh nên họ cũng bó tay, quyết định để Âu Dương Chí Viễn đến ở rể nhà họ. Âu Dương Chí Viễn suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, vì thế rời xa quê hương trở thành con rể của nhà họ Kha giàu có. Do ông ấy vừa chịu khó lại có năng lực nên cũng được nhà họ Kha thưởng thức, dần dà bắt đầu tiếp nhận quản lý một số công việc. Âu Dương Chí Viễn cũng có chút tài kinh doanh, mấy năm nay cố gắng nên cũng đã nắm được chút quyền lực trong tay. Mà nhà họ Kha dưới sự lãnh đạo của ông ấy cũng ngày càng phát triển, từ giới nhà giàu hạng 3 nhảy trở thành hạng 2, sở hữu khối tài sản cả chục tỷ. Nói đến đây thì Âu Dương Chí Viễn có hơi kích động, song, ở trong mắt người nhà họ Kha, suy cho. Cùng tôi vẫn là người ngoài. Ngay tháng trước, nhà họ Kha bắt đầu lấy đi quyền lực trong tay tôi. Mãi đến hôm qua, tôi đã không còn quyền lực gì hết, giờ chỉ có thể uống trà mỗi ngày. Ông ấy nói tới đây bèn thở dài một tiếng, tôi liều mạng nhiều năm như vậy, đơn giản chỉ là muốn làm chút chuyện chứ sao có thể tranh giành quyền lợi với họ, nhà họ Kha quả thật đã xem thường tôi quá. Ngô Đại Hưng nói, ở rể khó tránh khỏi sẽ bị khinh bỉ. Anh ba, giờ dù sao anh cũng rảnh, hay là đến công ty em làm đi, em mời anh làm quản lý. Âu Dương Chí Viễn ngẩn ra,
hiển nhiên không biết Ngô Bình còn có công ty, bèn hỏi, công ty gì? Ngô Đại Hưng cười đáp, Tiểu Bình thành lập một công ty xe taxi cho em. Âu Dương Chí Viễn vừa nghe là xe taxi thì không khỏi kinh ngạc hỏi, xe taxi kiếm được nhiều lắm, trong công ty có bao nhiêu chiếc xe thế? Vốn dĩ, trong công ty có 500 chiếc xe, nhưng sau này nhà họ Vương sụp đổ, Nghiêm Lãnh Thạch đã mua lại. Vì vậy, trước mắt công ty có khoảng 2.500 chiếc. 2.500 chiếc, Ngô Bình đáp. Âu Dương Chí Viễn vô cùng bất ngờ nói, Đại Hưng, không ngờ em lăn lộn khá khẩm vậy. Hơn 2.500 chiếc taxi, mỗi năm ít nhất cũng thu vào cả tỷ. Ngô Đại Hưng cười bảo, đầu do Tiểu Bình làm hết, em không có khả năng ấy. Ngô Bình, bố nuôi, công ty xe taxi chỉ là buôn bán nhỏ. Con đang định thành lập một xí nghiệp trà thảo mộc, cha nuôi có muốn tới giúp đỡ không? Ánh mắt Âu Dương Chí Viễn sáng lên, kinh doanh trà thảo mộc hả? Đây là một mối làm ăn tốt đấy, chỉ là quyền kinh doanh của nó rất khó có được. Ngô Bình, chuyện này thì không thành vấn đề, con có thể xin được. Sau đó, anh nói với Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, trước đây chú Hàn cũng từng kinh doanh trà thảo mộc, công ty này sẽ do chúng ta cùng nhau thành lập, anh sẽ nghiên cứu ra một công thức pha chế trà thảo mộc ngon lành. Hàn Băng Nghiên gật đầu, được. Âu Dương Chí Viễn cười nói, chỉ cần Tiểu Bình con tin tưởng bố nuôi thì bố sẽ khiến công ty trà thảo mộc phát triển mạnh mẽ. Ngô Bình cười bảo, con tin bố nuôi chắc chắn sẽ làm được. Âu Dương Chí Viễn lấy một tấm séc từ trong lòng ngực ra rồi bảo, hai, vốn dĩ tấm séc này là tính tặng cho Tiểu Bình con cưới vợ, giờ xem ra con cũng không cần. Ngô Đại Hưng bật cười, cũng lấy ra một tấm séc nói, chúng ta nghĩ y như nhau, em cũng chuẩn bị cho anh 10 triệu tệ. Âu Dương Chí Viễn ngẩn ra, không khỏi ấm lòng nói, anh em chúng ta vẫn như xưa, nói thật, anh cũng chuẩn bị 10 triệu tệ. Sau đó, mấy người bàn bạc chuyện thành lập công ty trà thảo mộc. Âu Dương Chí Viễn uống nhiều quá nên đêm đó không cũng không về mà ở lại phòng của Ngô Bình. Đợi đến khi mọi người ngủ, Ngô Bình mới đưa Hàn Băng Nghiên về. Đế nhà họ Hàn thì cũng đã khuya. Hàn Chí Thành nghe tiếng đi đến phòng khách xem thử. Thấy Ngô Bình đến thì cười nói, trễ vậy mới về, Tiểu Bình đừng đi nữa, ngủ chung với Băng Nghiên đi. Hàn Băng Nghiên đỏ mặt, song cũng không nói gì. Ngô Bình nói, chú Hàn, cháu có chuyện muốn nói với chú. Anh bảo Hàn Băng Nghiên đi nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện công ty trà thảo mộc cho Hàn Chí Thành. Trước đó, anh cũng có nhắc đến chuyện này rồi. Hàn Chí Thành, có thể làm thật à, nhưng muốn đầu tư vào đó cần rất nhiều tiền. Nếu tính toán thì riêng tiền quảng cáo và xây dựng ở giai đoạn đầu đã mất chục tỷ. Nhưng trước mắt, chú chỉ có thể đầu tư khoảng 3, 4 tỷ. Ngô Bình, không sao, cháu sẽ lo số còn lại. Còn cổ phần thì chú và Băng Nghiên mỗi người một nửa. Hàn Chí Thành vội phất tay, không được đâu. Cháu đầu tư tiền sao có thể không giữ cổ phần. Thế này đi, chú giữ một phần, Băng Nghiên giữ 3 phần, cháu giữ 6 phần. Bọn cháu còn trẻ, chú thì đã có tuổi rồi, sớm muộn gì thì cơ nghiệp cũng là của bọn cháu, chú không thể nắm giữ quá nhiều cổ phần. Ngô Bình thấy ông ta chân thành đến vậy nên cũng không cố chấp nữa, nói chú, cháu còn giúp chú tìm được một trợ lý, giúp việc quản lý và kinh doanh, đó là bố nuôi của cháu. Cháu định chuyển 5% cổ phần của cháu cho ông ấy. Hàn Chí Thành gật đầu, được, cháu cứ quyết định. Ngày mai chú gặp mặt ông ấy. Thương lượng xem nên bắt tay từ đâu. Ngô Bình nói sơ rồi quay về phòng của Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên buồn ngủ nên đã ngủ từ sớm, cậu lấy bút ra, vắt óc suy nghĩ, dựa theo y lý và một số phương thuốc trong ký ức, kết hợp với tình hình hiện tại rồi viết công thức trà. Cậu viết xong công thức thì gục xuống ngủ, ngày mai đã phải thi đại học, cậu quyết định thả lỏng một chút, ngủ một giấc cho khỏe. Ngày hôm sau, Hàn Băng Nghiên cùng Ngô Bình đến trường thi. Khu vực xung quanh trường thi đã rào đường, xe hơi không thể đi qua, họ chỉ có thể đi bộ qua từ rất xa. Trước khi vào trường thi, Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, anh phải cố lên. Ngô Bình nói, yên tâm đi. Lúc này, Từ Kiêu cầm hoa hướng dương, hớt hải chạy đến, không ngờ cậu ta lại mặc sườn xám đỏ xẻ tà, thân hình của cậu ta dường như có thể làm căng toạc bộ sườn xám ngay lập tức. Anh Bình, đàn em chúc anh giành được thắng lợi. Cậu ta vừa nói vừa đưa hoa hướng dương trong tay qua, Đỗ Thủ Khoa nhát.
Ngô Bình nhìn dáng vẻ buồn cười của bản thân thì cảm thấy vừa tức cười vừa cảm động. Cậu nhận lấy hoa hướng dương, nói, biết rồi, nếu như tôi không đỗ thủ khoa thì thật có lỗi với tấm lòng của cậu. Từ Kiêu cười toét miệng, đương nhiên rồi. Sau khi vào trường thi, môn thi đầu tiên là ngữ văn. Từ sau khi đầu óc cậu có thêm vô số ký ức, thành tích ngữ văn của Ngô Bình đã trở nên rất tốt, đặc biệt là tập làm văn, luôn đạt được điểm tuyệt đối, những phần khác cũng gần như không bị mất điểm. Bài thi có điểm tuyệt đối 150 điểm thì ít nhất cậu cũng có thể được 140 mấy điểm. Hôm nay, lúc mở đề thi, Ngô Bình đã bắt đầu viết. Bây giờ cậu viết chữ bằng bút mực rất đẹp, bất cứ chữ nào phóng to cũng có thể đem đi triển lãm thư pháp cho người ta thưởng thức. Ngô Bình viết liên tục không ngừng, đến gần phút thứ 50, cậu đã hoàn thành hết tất cả các câu hỏi. Sau khi cậu kiểm tra lại một lượt thì đã nộp bài sớm sau một tiếng đồng hồ. Cậu ra khỏi trường thi thì gọi Hàn Băng Nghiên và Từ Kiêu đi chơi điện tử. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, Từ Kiêu đã kiếm được một khoản, cậu ta mua cho gia đình một căn nhà, còn đặc biệt dành riêng một căn để chơi điện tử. Từ Kiêu mời hai người họ về nhà, ba người cùng chơi trò ăn gà, trong lúc đó họ còn nhận được một vụ làm ăn cá cược thắng thua, kiếm được hơn 30 ngàn, đương nhiên toàn bộ số tiền đó đều được đưa hết cho Từ Kiêu. Buổi chiều thi toán. Đề thi lần này khá khó, rất nhiều thí sinh nhìn thấy đề thi đều ngơ ngác, có vài thí sinh còn bật khóc khi làm, cảm giác mình học toán mấy chục năm đều uổng công. Đến cả Ngô Bình cũng cảm thấy đề khó, nhưng cậu đều giải được hết. Sau một tiếng đồng hồ, cậu chỉ còn lại một câu khó nhất. Lúc này, phần lớn các thí sinh đều mới chỉ làm được một nửa, cũng có nghĩa là họ sẽ không thể làm xong hết bài thi trước khi hết giờ. Ngô Bình không nôn nóng. Nghiêm túc làm cho. Xong câu cuối cùng, mục đích của câu cuối cùng là để phân tách học sinh xuất sắc và học sinh bình thường. Nếu như thí sinh có thực lực học ở đại học danh tiếng thì thí sinh đó có khả năng làm được câu này. Nếu như không làm được thì khoảng cách mười mấy điểm đó cũng đủ để cậu ta không vào. Được trường điểm. Câu cuối cùng 14 điểm, Ngô Bình chỉ cần 5 phút là giải quyết xong. Sau khi kiểm tra hết một lượt, cậu đã đứng lên nộp bài. Hành động đó của cậu khiến rất nhiều người trừng mắt, họ còn không đủ thời gian mà tên này lại nộp bài sớm, đúng là không phải con người. Sau khi thi xong buổi chiều, trời vẫn còn sáng, Ngô Bình đã hẹn Âu Dương Chí Viễn và Hàn Chí Thành cùng gặp mặt ở một trà lầu, bước đầu sắp xếp ổn thỏa chuyện buôn bán trà thanh nhiệt. Âu Dương Chí Viễn ở lại từ hôm qua đến giờ, hôm nay cũng ở mãi trong nhà để chờ Ngô Bình thi xong. Ngô Bình lấy công thức trà thanh nhiệt đã viết ra. Đưa cho Hàn Chí Thành, nói, chú Hàn, loại trà thanh nhiệt này của chúng ta uống vào cảm giác rất tuyệt, hơn nữa còn có tác dụng điều hòa cơ thể. Đây là ba công thức, phù hợp với ba kiểu người có thể chất khác nhau, cháu đã viết rất rõ bên trên rồi. Hàn Chí Thành gật đầu, ngày mai chú sẽ thành lập công ty. Âu Dương Chí Viễn, giờ đã có thể bỏ tiền ra chạy quảng cáo rồi, mọi người thấy nên đặt tên gì cho trà thanh nhiệt thì thích hợp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Gọi là lục băng đi, màu xanh, mát lạnh. Âu Dương Chí Viễn gật đầu, cái tên này không. Tôi lúc ba người họ đang bàn bạc thì vợ của Âu Dương Chí Viễn gọi đến, ông ta bắt máy, nói tiểu. Bình, lát nữa bố phải đi ăn cơm với khách. Lúc này, tâm trạng của Âu Dương Chí Viễn hơi buồn. Ngô Bình vội hỏi, bố nuôi, sao thế? Âu Dương Chí Viễn bình thản nói, bố và mẹ Tiểu Tinh sắp ly hôn rồi. Ngô Bình rất bất ngờ, năm xưa Âu Dương Chí Viễn còn khó khăn mà đối phương vẫn kết hôn với ông ta, sao giờ lại ly hôn? Âu Dương Chí Viễn cười mếu, nói, đàn ông thay đổi thì phụ nữ cũng vậy. Nói ra cũng không sợ con cười, một năm trước đây, mẹ Tiểu Tinh đã có quan hệ thân thiết với một người đàn ông, thậm chí nửa năm gần đây họ còn dọn về sống chung với nhau nữa. Thật ra việc người nhà họ Kha đối xử với bố như vậy cũng có liên quan đến thái độ của bà ấy đối với bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình không ngờ Âu Dương Chí Viễn lại gặp nhiều trắc trở đến thế, cậu an ủi, bố nuôi, bố không sai, đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên được rồi. Âu Dương Chí Viễn nói, vì vậy tối nay bố đến ăn bữa cơm chia tay với họ. Theo ý bà ấy thì mấy người nhà họ Kha. Thậm chí cả người đàn ông đó cũng có máu mặt. Ngô Bình nheo mày, bố nuôi, người đó là ai? Âu Dương Chí Viễn, hắn ta là một người làm.
việc ở sàn bất động sản, bố đã mua mấy căn nhà ở chỗ hắn ta. Ngô Bình, bố nuôi đã ly hôn với bà ấy rồi sao? Âu Dương Chí Viễn, ăn xong bữa cơm này thì sẽ ký thỏa thuận ly hôn luôn. Ngô Bình hỏi, tại sao phải đến Trung Châu để ăn cơm? Âu Dương Chí Viễn, nhà họ Kha có chỗ dựa ở Trung Châu, chuẩn bị làm ăn lớn ở đây. Ngô Bình hứng thú, làm ăn lớn gì? Âu Dương Chí Viễn, buôn bán khoái lạc hoàn. Khoái lạc hoàn là một loại thuốc có thể khiến cho tinh thần của con người vui vẻ, có điều nó không chứa thành phần gây nghiện nên nó được yêu thích nhiều hơn thuốc lá. Đương nhiên, khoái lạc hoàn là hàng độc quyền, mỗi nơi chỉ có một chỗ kinh doanh, những người khác đều phải đến lấy hàng từ chỗ này, hơn nữa còn không có quyền trả giá. Hay nói cách khác, buôn bán khoái lạc hoàn là một vốn bốn lời, bỏ ra một đồng vốn có thể thu về lợi nhuận hơn 100 đồng. Ngô Bình, bố có biết nhà họ Kha đã giành quyền kinh doanh như thế nào không? Âu Dương Chí Viễn, là nhờ người nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ ở Giang Nam nắm giữ quyền kinh doanh khoái lạc hoàn ở tận ba khu vực. Nghe nói là nhà họ Cổ, Ngô Bình bất giác vui vẻ, cậu không nói nhiều mà hỏi tiếp, cha nuôi, chuyện làm ăn kiếm tiền như vậy, sao nhà họ Cổ lại giao cho nhà họ Kha làm? Âu Dương Chí Viễn, chuyện này cũng không xem là giao cho nhà họ Kha, mà chỉ là giao quyền quản lý bên dưới. Nhà họ Kha vẫn phải lấy hàng từ nhà họ Cổ, lợi nhuận của nhà họ Kha không phải do chênh lệch giá, mà là từ số lượng hàng. Họ bán ra càng nhiều thì phần trăm nhà họ Cổ chia cho càng nhiều. Ngô Bình, xem ra quản lý bên dưới không đơn giản. Đúng vậy, lợi nhuận của khoái lạc hoàn rất cao, vì vậy thường hay có người bán lậu, hoặc lén tồn ra, bán nơi khác. Những chuyện này, đều cần có người điều tra. Nói trắng ra thì nhu cầu khoái lạc hoàn ở một nơi là cố định, dao động không lớn. Nếu lượng bán hàng ở một nơi nào đó giảm thấp thì rất có khả năng đã bị người khác chiếm thị trường, bên trong chắc chắn có xảy ra tình trạng bán lậu. Nhiệm vụ chủ yếu của nhà họ Kha chính là khiến thị trường trật tự, ít nhất không đến mức hỗn loạn. Vậy nhà họ Gỗ có thể chia bao nhiêu cho nhà họ Kha? Ít thì 1%, hơn 2% cũng có khả năng. Âu Dương Chí Viễn khế thở dài, cả Trung Châu này ít nhất cũng có 2 triệu người dùng khoái lạc hoàn. Mỗi năm một người bỏ ra 30.000, thì có được lợi nhuận mấy chục tỷ. 1% cũng là mấy tỷ rồi. Ngô Bình, chẳng trách nhà họ Kha muốn chạy. Đến đây làm ăn, thứ này quả nhiên rất dễ kiếm tiền. Âu Dương Chí Viễn, kiếm tiền thì dễ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, nhất định phải có năng lực kiểm soát nhất định ở Trung Châu. Nói đến khả năng kiểm soát, hình như nhà họ Kha không phải người bản địa đúng không? Âu Dương Chí Viễn, lúc trước chẳng phải cha đã nói rồi sao, nhà họ Kha tìm được núi dựa, hai bên có lẽ là quan hệ hợp tác. Chắc hẳn người này biết được, toàn bộ xe taxi ở Trung Châu đều do hắn ta nắm giữ. Ngô Bình nhướng mày, là Lương Ngũ. Đúng, là hắn ta. Lương Ngũ này tên thật là Lương Thành Bích, xếp thứ 5 trong nhà. Nhà họ Lương vốn rất có thế lực, mà hẳn ta lại là em vợ thị trưởng làm ăn kinh doanh đương nhiên càng dễ hơn. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói khoái lạc hoàn là một miếng thịt mỡ, người muốn chiếm phần rất nhiều. Con lại cảm thấy, chúng ta có thể thử xem. Âu Dương Chí Viễn ngây người, chúng ta thử xem. Tiểu Bình, ý con là sao, hớt tay trên chuyện làm ăn trong tay nhà họ Kha. Ngô Bình cười nói, cha nuôi, cha hiểu lầm rồi, con nói là đoạt lấy miếng thịt từ trong tay Lương Thành Bích. Âu Dương Chí Viễn giật mình, kinh ngạc nói, vậy thì không được. Thế lực nhà họ Lương rất lớn, huống hồ còn có thị trưởng giúp hắn ta, chuyện này. Ngô Bình, cha nuôi yên tâm đi, nếu con không nắm chắc 100% thì con sẽ không nói với cha đâu. Chuyện này, con sẽ hỏi rõ trước. Sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho Cổ Thanh Liên. Em trai, Cổ Thanh Liên bên kia rất vui vẻ, Ngô Bình đã không liên lạc với cô ấy 2 ngày rồi. Ngô Bình, chị à, nghe nói chị muốn hợp tác với nhà họ Kha. Bàn bạc chuyện kinh doanh khoái lạc hoàn ở Trung Châu. Cổ Thanh Liên có chút bất ngờ, em trai, sao em biết chuyện này? Ngô Bình, em có thể biết được tại sao nhà họ Cổ lại hợp tác với nhà họ Kha không? Cổ Thanh Liên, thật ra cũng không có gì. Chủ yếu là nhà họ Kha và chú hai chỉ có chút quan hệ thân thích, có lẽ đã dâng không ít lợi lộc, chú hai chỉ bổ chút sức, để nhà họ Kha trở thành đối tác hợp tác. Ngô Bình cười nói,
vậy không biết là mặt mũi em đây có lớn bằng thân thích chú hai chị không? Cổ Thanh Liên cười ha ha, em trai, không phải là em muốn làm chút chuyện kinh doanh nhỏ này đấy chứ? Nếu em có ý thì chị sẽ tìm chuyện kinh doanh lớn cho em. Ngô Bình, ai ra, cha nuôi em, lúc trước ông ấy ở rể nhà họ Kha. Vợ cũ ông ấy có niềm vui mới, ông ấy cũng bị nhà họ Kha tước hết quyền lực. Em thấy bất bình cho ông ấy, nên muốn để ông ấy nhận thay nhà họ Kha, hợp tác với nhà họ Cổ. Cổ Thanh Liên, chuyện này thì dễ thôi, nhưng mà cha nuôi em trai có năng lực làm tốt chuyện quản lý kinh doanh không? Ngô Bình, cái này thì không cần lo, em sẽ để Nghiêm Lãnh Thạch tham gia vào, cha nuôi chỉ chịu trách nhiệm quản lý, chuyện bên dưới thì để Nghiêm Lãnh Thạch cử người xử lý. Cổ Thanh Liên, ừ, như vậy thì cũng được, chuyện này cứ để chị lo, em trai, bây giờ em là khách quý nhà họ Gỗ chị, bên chủ nhà đang tìm cơ hội kết giao với em còn chưa được nữa là. Ngô Bình, cảm ơn chị. Cổ Thanh Liên khẽ cười, em trai, em có thời gian thì quay về một chuyến. Chị còn muốn thỉnh giáo em vài chuyện về tu hành đấy. Ngô Bình, được, thì đại học xong em sẽ đến. Cúp điện thoại, cậu nói với Âu Dương Chí Viễn, cha nuôi, chuyện làm ăn này để cha làm đấy. Âu Dương Chí Viễn rất kinh ngạc, nói Tiểu Bình, con đang gọi cho người bên nhà họ Cổ sao? Ngô Bình gật đầu, chắc nhà họ Cổ sẽ đồng ý thôi, cứ đợi tin tức là được. Âu Dương Chí Viễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông ấy xúc động nói, cha vốn muốn mượn thế lực nhà họ Kha xây dựng sự nghiệp. Nhưng bây giờ xem ra, là cha tính nhầm rồi. Nếu có cơ hội bày trước mặt, chắc chắn cha sẽ dốc toàn lực. Ngô Bình cười nói, cha nuôi, con tin cha nhất định có thể. Mấy người uống trà một lúc, Âu Dương Chí Viễn lại đi dự tiệc. Ngô Bình có phần không an tâm, qua một lúc thì đi theo. Tại một khách sạn xa hoa bậc nhất ở Trung Châu, lúc Âu Dương Chí Viễn đến nơi, một đám người đã bắt đầu uống rượu. Trong đám người đang ngồi, có Lương Thành Bích, còn có mấy nhân vật nổi đình nổi đám ở Trung Châu, người đàn ông trẻ tuổi thân mật với người vợ kia, mặc một bộ quần áo xa hoa. Bữa tiệc này là bữa tiệc chào mừng nhà họ Kha tiến vào Trung Châu, thuận tiện cũng là bữa cơm cuối cùng của Âu Dương Chí Viễn cùng nhà họ Kha. Âu Dương Chí Viễn đến thì phát hiện trên bàn đã không còn chỗ ngồi, mà vợ ông cũng đang ngồi cùng người mới, cười cười nói nói. Ngồi bên cạnh là con gái ông ấy, Âu Dương Tinh. Vẫn là Âu Dương Tinh phát hiện Âu Dương Chí Viễn, cô ta vội đứng dậy nói, bố, ở bên này. Trong số những người đang ngồi, có một ông lão tóc bạc, vóc dáng khá đầy đặn, vẻ mặt sáng sủa, ông ấy là chủ nhân nhà họ Kha, Kha Trấn Hùng. Kha Trấn Hùng liếc nhìn Âu Dương Chí Viễn, lạnh nhạt nói, Chí Viễn, tuy nói sau này anh không còn là con rể nhà họ Kha tôi nữa, nhưng sống với nhau nhiều năm. Dù sao cũng có tình nghĩa. Vị này là cậu Lương Ngũ, Lương Thành Bích ở Trung Châu, anh kính cậu Ngũ một ly đi. Cậu Lương Ngũ vui vẻ, nói không chừng sẽ cho anh một công việc. Có nhân viên phục vụ đưa ly rượu đến, Âu Dương Chí Viễn không lấy rượu, ông ấy thản nhiên nói, hôm nay tôi đến đây, là muốn nói với Tiểu Tỉnh vài câu. Từ nay về sau, mọi người đều là người xa lạ, rượu thì tôi không cần đâu. Hừi, nể mặt mà không cần. Sắc mặt Kha Trấn Hùng lập tứ câu ám. Chậc, người này ấy à, không có bản lĩnh gì, tính khí lại xấu. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh vợ ông ấy Kha Linh Thi cười nhạo ông ấy, âm thanh tuy thấp nhưng lại có thể khiến mọi người nghe thấy rõ. Âu Dương Chí Viễn khó chịu trong lòng, ông ấy nói với Âu Dương Tinh, Tiểu Tinh, sau này bố không? Có ở đây, con nhớ tự chăm sóc bản thân. Âu Dương Tinh khẽ gật đầu, bố yên tâm. Con lớn rồi. Âu Dương Chí Viễn khẽ thở dài, đứng dậy rời đi. Lương Thành Bích lạnh nhạt nói, đàn ông nếu muốn thành công thì phải biết có biết rũi mới được. Âu Dương Chí Viễn chợt run người nói, đại trưởng phu có thể đi khắp mọi nơi, tùy tâm sở dục. Đây là đạo lý mà tôi mới ngộ được gần đây. Lương Thành Bích bất giác cười lạnh, tùy tâm sở dục, chỉ dựa vào loại người như anh. Âu Dương Chí Viễn, sao anh lại nói chuyện với cậu Ngũ như vậy? Một người trên bàn ăn chợt đứng dậy, người này tên Kha Đạt Hưng, lúc trước cũng xem như là nhân vật quan trọng của nhà họ Kha, chỉ là khi Âu Dương Chí Viễn nắm quyền trong tay thì hắn ta đã bị khống chế nhiều năm. Hiện tại Âu Dương Chí Viễn rời đi, đương nhiên hắn ta muốn nhảy ra đạp mấy cước thỏa mãn. Vẻ mặt Âu Dương Chí Viễn khinh miệt nói, Kha Đạt Hưng, đồ của người khác,
anh có la liếm thế nào cũng vô dụng, tự lo cho mình đi. Cho dù tôi không ở đây, nhà họ Kha cũng không đến lượt anh nhảy vào. Sắc mặt Kha Đạt Hưng tái nhợt, anh. Kha Đạt Hùng khế nhíu mày, nói Chí Viễn, nếu anh đi thì cứ đường đường chính chính mà đi, đừng có gây chuyện phiền phức. Âu Dương Chí Viễn, tôi dốc sức cho nhà họ Kha mời mấy năm, lập nhiều công lao. Đến cuối cùng, các người lại lấy đi mọi thứ của tôi, không bồi thường gì cả. Tôi không gây chuyện ồn ào, thế vẫn còn chưa đủ giữ thể diện sao? Kha Linh thì nhíu mày, Âu Dương Chí Viễn, anh đừng có làm ồn nữa. Kính rượu cậu Lương Ngũ rồi đi đi. Âu Dương Chí Viễn lạnh nhạt nói, tôi không cần kính rượu bất kỳ ai. Âu Dương Chí Viễn vươn tay lấy thỏa thuận ly hôn từ trong túi bên người Kha Linh Thi, không buồn nhìn mà trực tiếp ký vào. Kha Trấn Hùng thấy vậy thì giận tím mặt, Âu Dương Chí Viễn, có phải anh không muốn yên ổn không? Anh đừng quên, nhà họ Kha tôi đã xóa nợ 80 triệu của anh rồi đấy. Âu Dương Chí Viễn nghe ông ta nói nợ nần, lập tức nổi giận ném phần thỏa thuận đi, lạnh lùng nói, 80 triệu kia, là do con gái ông, Kha Linh Thi cờ bạc mà thua, không liên quan gì đến tôi. Kha Linh Thi nhíu mày, Âu Dương Chí Viễn, tiền là tôi trộm, nhưng đó cũng là nợ nần chung của vợ chồng. Hiện tại chúng ta vẫn chưa làm thủ tục, khoản nợ này đương nhiên là mỗi người một nửa. Âu Dương Chí Viễn siết chặt nắm tay, biết đây là do nhà họ Kha cố ý làm khó, ông ấy thấp giọng nói, các người đừng có hiếp người quá đáng. Kha Trấn Hùng lạnh mặt nói, không muốn trả 80 vạn thì anh kính rượu cậu Lương đi. Âu Dương Chí Viễn lạnh lùng nói rồi, tôi không cần kính rượu bất kỳ ai ngồi đây. Cho anh mặt mũi mà anh lại không cần, Kha Đạt Hưng lập tức nhảy dựng lên, 80 triệu kia, một đồng anh cũng không được thiếu. Chẳng phải chỉ là 80 triệu thôi sao, tôi trả thay ông ấy. Lúc này cửa bị đẩy ra, Ngô Bình đã đi vào. Nhìn thấy Ngô Bình, Kha Linh Thi kia nhíu mày nói, cậu ta đến làm gì? Âu Dương Chí Viễn cũng có chút bất ngờ nói, Tiểu Bình, sao con lại đến đây? Ngô Bình, nếu con không đến, không biết đám người này còn ức hiếp cha nuôi thế nào nữa? Kha Đạt Hưng nhíu mày, nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Ngô Bình lấy một tấm chỉ phiếu, ném đi, chỉ phiếu như một phi tiêu đâm vào mặt bàn trước mặt Kha Trấn Hùng mấy mm. Kha Trấn Hùng giật mình đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình nói, nhóc con. Dám khoe khoang trước mặt tôi, gan cậu không nhỏ đâu nhỉ. Ngô Bình cười nhạt. Ôi trước giờ đều rất to gan đi. Lương Thành Bích chậm rãi đứng dậy nói, nhóc con, nghe khẩu âm thì cậu cũng là người Trung Châu nhỉ. Nếu là người Trung Châu, có lẽ cũng biết tôi là ai. Ngô Bình nhìn hắn ta nói, tôi biết ông, Lương. Thành Bích, kinh doanh vận tải xe taxi. Lương Thành Bích ngây người, sau đó cười lạnh, nếu cậu đã biết tôi là ai. Vậy thì mau khuyên cha nuôi của cậu đi. Ngô Bình, khuyên ông ấy cái gì, kính rượu cho ông sao? Ông xứng sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người ngồi đây đều kinh ngạc. Lương Thành Bích là người nào chứ, dám nói với hắn ta như vậy, nhóc con này chán sống rồi sao? Lương Thành Bích nheo mắt, hắn ta cười lạnh, sau lưng có một vị cao thủ bước ra. Người này là cao thủ luyện khí tầng 7, là vệ sĩ của Lương Thành Bích. Vẻ mặt vị cao thủ này sắc lạnh, hắn ta vừa đi đến trước mặt Ngô Bình, lạnh nhạt nói, xin lỗi cậu Lương ngay. Ngô Bình nhìn hắn ta, ông đang nói chuyện với tôi, sau đó một luồng hơi thở tuôn ra. Đối phương cảm thấy thần hồn run rẩy, cảm giác có thứ kinh khủng cắn nuốt hắn ta có cảm thấy chỉ cần hắn ta khẽ động một chút thì mình lập tức chết ngay, bị người trước mặt này đánh chết. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy trên trán hắn ta. Hắn ta cẩn thận lùi lại kéo dài khoảng cách, thấp. Giọng nói, không biết cậu là cao nhân, đã mạo. Phạm rồi. Nói xong thì hắn ta quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, vẻ mặt nhìn cậu cũng thay đổi. Ngô Bình thản nhiên nói, lăn ra chỗ khác đi. Người này không chần chừ, thật sự lăn sang một bên, liên tục lăn mười mấy lần sang bên cạnh, sau đó đứng đó bất động. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Lương Thành Bích vừa kinh ngạc vừa tức giận, hỏi chuyện gì vậy? Người kia thấp giọng nói, cậu Lương, người ta là cao thủ bí cảnh, cậu chớ có kiếm chuyện với cậu tai. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lương Thành Bích thay đổi, lăn lộn trong giang hồ đã lâu, hắn ta biết rõ cao thủ bí cảnh đáng sợ thế nào, vội vàng ôm quyền nói, vừa nãy thất lễ với cậu rồi.
Ngô Bình lạnh nhạt nói, đúng lúc tôi có chuyện nói với ông, sau này việc kinh doanh xe taxi ở Trung Châu, ông không cần làm nữa. Lương Thành Bích ngây người, cậu không cho. Tôi kinh doanh xe taxi sao? Ngô Bình, không sai. Sau này toàn bộ xe taxi đều do Nghiêm Lãnh Thạch quản lý. Ông độc quyền nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn kiếm được cũng nhiều rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Vẻ mặt Lương Thành Bích khó coi, qua một lúc hẳn ta mới thấp giọng nói, chỉ dựa vào một câu nói của cậu sao? Ngô Bình cười lạnh, tôi biết ông có chỗ dựa, là em vợ của thị trưởng, nhưng so với nhà họ Vương thì thế nào? Nghe nhắc đến nhà họ Vương, Lương Thành Bích run cả người. Chuyện này hắn ta đã nghe phong phanh từ lâu, chuyện có liên quan đến Nghiêm Lãnh Thạch, chẳng lẽ người đứng sau thật ra là người này? Hắn ta lập tức nói, đương nhiên tôi vĩnh viễn không sánh bằng nhà họ Vương rồi. Ý của cậu là, sự biến mất của nhà họ Vương có liên quan đến cậu. Ngô Bình không đáp, chỉ thản nhiên nói, Nghiêm Lãnh Thạch đi tìm ông có thể từ chối. Lương Thành Bích hít sâu một hơi, hắn ta tiến lên vài bước, nhỏ giọng hỏi, có thể hỏi cậu một chút, lai lịch cậu thế nào không? Ngô Bình chỉ lên trời, Lương Thành Bích kinh sợ, vội nói, tiểu nhân hiểu rồi. Cậu có thể tha cho tôi một mạng, tôi đây cảm kích không thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Nghiêm Lãnh Thạch. Ngô Bình ừ một tiếng, chuyện làm ăn của nhà họ Kha, ông cũng đừng hỏi đến nữa, tôi đã đánh tiếng với nhà họ Cổ rồi, chuyện kinh doanh khoái lạc hoàn kia giao cho cha nuôi làm. Lương Thành Bích cười khổ một tiếng, nói, vâng. Lương Thành Bích này là nhân vật có máu mặt ở Trung Châu, nhưng đứng trước mặt nhân vật có chống lưng là tiên giới như Ngô Bình thì chẳng là cái thá gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí, hắn ta còn phải cảm kích Ngô Bình không giết chết hẳn ta nữa. Theo hẳn ta thấy, với thủ đoạn và lai lịch của Ngô Bình, cho dù có giết chết hắn ta, sau đó lấy toàn bộ tài nguyên và tài sản của hắn ta, chắc chắn cũng không phải chuyện gì khó. Ngô Bình làm như vậy, chắc chắn rất từ bi rộng lượng rồi. Người nhà họ Kha lập tức đứng ngồi không yên, Kha Trấn Hùng vội nói, Chí Viễn, cậu ta nói vậy là sao? Nhà họ Cổ giao chuyện kinh doanh khoái lạc hoàn cho anh làm. Âu Dương Chí Viễn lạnh nhạt nói, nhà họ Cổ giao chuyện kinh doanh cho ai, tôi không làm chủ được. Kha Trấn Hùng hít sâu một hơi, ông ta đứng dậy đi đến trước mặt Ngô Bình, cẩn thận hành lễ, N ông tử, tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, Chí Viễn là con rể tôi, chúng ta là người một nhà. Bây giờ thì không phải rồi. Từ khi các người vứt bỏ tôi, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, Âu Dương Chí Viễn lạnh lùng nói. Ngô Bình nói, tôi và nhà họ Cổ cũng có quen biết sơ sơ, chỉ gọi điện thoại, bảo nhà họ Cổ giao chuyện kinh doanh khoái lạc hoàn cho cha nuôi. Người nhà họ Kha đều ngây người, vì chuyện kinh doanh khoái lạc hoàn này mà bọn họ bỏ ra gần 2 tỷ mở đường, còn rời trung tâm gia tộc đến Trung Châu, đầu tư rất nhiều hạng mục ở Trung Châu. Hiện tại chuyện kinh doanh không thành, nhà họ Kha mất mát tiền tài, ít nhất cũng đến 4-5 tỷ. Chắc chắn căn cơ tổn thương rất nhiều. Kha Linh Thi cũng đứng dậy, bà ta tức giận nói, Âu Dương Chí Viễn, anh có ý gì, cố ý chọc tức tôi. Âu Dương Chí Viễn lạnh nhạt nói, chọc tức cô xứng sao? Bà ta tức giận, thét lên, Âu Dương Chí Viễn, anh tưởng anh là ai chứ? Không có nhà họ Kha chúng tôi, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Âu Dương Chí Viễn không muốn cãi nhau với bà ta, ông ấy nhìn Âu Dương Tinh, Tiểu Tinh, con có muốn đi cùng bố không? Âu Dương Tinh ngây người, cô ta do dự chốc lát sau đó vẫn đứng lên, đi đến sau lưng Âu Dương Chí Viễn. Từ nhỏ đến lớn, phần lớn đều là bố chăm sóc cho cô ta, mẹ chưa từng hỏi đến cô ta bao giờ, rất ít khi quan tâm. Mà những người khác ở nhà họ Kha, cô ta cũng không gần gũi. Âu Dương Chí Viễn rất vui mừng, nói Tiểu Tinh. Hôm qua bố còn thấy tiền đồ ảm đạm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, có anh Tiểu Bình con giúp đỡ, bố nhất định sẽ gây dựng được sự nghiệp. Âu Dương Tinh dùng sức gật đầu, bố, từ nhỏ đến lớn, chỉ có bố quan tâm con thương bố. Kha Linh thì tức giận nói, Âu Dương Tinh, con muốn đi thật sao? Âu Dương Tinh bình tĩnh nói, mẹ tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mẹ đi, con chỉ muốn đi theo bố thôi. Mẹ đừng quên. Con tên Âu Dương Tỉnh, chứ không phải Kha Tinh. Các người ai cũng không được đi cả, Kha Trấn Hùng lo lắng đột nhiên quát lớn một tiếng, Vu Chiến, hạ bọn chúng đi. Dứt lời, một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào, khí thế hắn ta hùng mạnh,
âm thầm tỏa ra hơi thở cao thủ bí cảnh. Kha Trấn Hùng sốt ruột, không thể để chuyện lớn mà nhà họ Kha vất vả chuẩn bị từ lâu thất bại như thế này được. Ông ta liền gọi Vu Chiến, quân át chủ bài của nhà họ Kha ra. Với thực lực của nhà họ Kha thì vốn không thể nuôi nổi cao thủ như Vu Chiến, có điều, Kha Trấn Hùng khá may mắn. Hai năm trước ông ta đã cứu Vu Chiến một mạng khi hắn ta bị thương, sau khi Vu Chiến hồi phục, hắn ta đã đồng ý giúp ông ta ba việc, bây giờ ông ta đang nhờ Vu Chiến làm việc thứ hai. Vu Chiến vừa xuất hiện thì Ngô Bình đã cảm ứng được, thực lực của người này chắc cũng là cảnh giới bí pháp, với tu vi tương đương cậu. Mặc dù cảnh giới như nhau nhưng nền tảng của hai người lại khác biệt rất lớn, một người thâm sâu như biển, người kia lại rất mong manh. Vu Chiến liếc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình giải phóng khí tức đáng sợ khiến hẳn ta nổi da gà. Đặc biệt là pháp lực cao cấp mà Ngô Bình đang tu luyện, không chỉ có số lượng nhiều mà mỗi loại đều có thể trấn áp hẳn ta. Nhưng Kha Trấn Hùng vẫn chưa phát hiện ra điều này, ông ta nghiêm nghị nói, Vu Chiến, giết chết cậu ta, giết hết tất cả bọn họ. Vu Chiến thở dài, nói, xin lỗi, tôi không giúp được, thực lực của công tử đây mạnh hơn tôi nhiều. Kha Chính Hùng ngơ ngác. Ông ta không dám in vào tai mình, chẳng phải anh cũng là cao thủ bí cảnh sao? Hơn nữa cảnh giới còn rất cao. Vu Chiến bình thản đáp, chút năng lực đó của tôi chẳng đáng là gì đối với công tử đó, ông Kha, ông tự lo cho mình đi. Hắn ta nói xong thì chắp tay chào Ngô Bình rồi quay đầu bỏ đi, bỏ lại đám người Kha Trấn Hùng chẳng biết phải làm sao. Ngô Bình tối sầm mặt, nói, Kha Trấn Hùng, lá gan của ông cũng lớn đấy. Không ngờ lại muốn giết tất cả chúng tôi. Kha Trấn Hùng hiểu ra, lập tức nhún nhường, nói, tôi sai rồi, cậu người lớn rộng lượng, xin đừng so đo với tôi. Ngô Bình cười khẩy, cơn tức giận của người tu hành dễ nguôi ngoai như vậy sao? Kha Trấn Hùng nhanh trí, lập tức chỉ vào thanh niên trẻ bên cạnh Kha Linh Thi, nghiêm nghị nói. Người đâu, kéo hẳn ta xuống đánh chết cho tôi. Kha Linh Thi bất ngờ. Thốt lên, bố, bố làm gì thế? Nhưng vô dụng, lập tức có hai vệ sĩ lôi hẳn ta ra ngoài, tên nhân viên kinh doanh bất động sản năm xưa sợ thất thần, tay chân bùn rùn, chỉ có thể cầu xin trong vô vọng. Ngô Bình chau mày, cậu đang chuẩn bị dạy dỗ Kha Trấn Hùng thì Âu Dương Chí Viễn bỗng thở dài nói, Tiểu Bình, bỏ đi. Bố đã sống ở nhà họ Kha mười mấy năm rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi. Ngô Bình nói, nếu bố nuôi không truy cứu thì con cũng không muốn quan tâm đến họ nữa, chúng ta đi thôi. Hai người họ dẫn theo Âu Dương Tỉnh rời khỏi đó, sau khi ra khỏi cửa thì cùng lên xe. Ngô Bình nói, bố nuôi, ở khách sạn đỡ đã, ngày mai con sẽ tìm nhà cho bố ở. Âu Dương Chí Viễn, Tiểu Bình, hôm nay cảm ơn con nhiều, nếu không nhờ con giúp bố thì nhất định bố sẽ bị thiệt thòi. Ngô Bình cười, nói, bố là bố nuôi của con. Đương nhiên con phải giúp bố rồi. Âu Dương Tinh như thể giờ mới quen biết Ngô Bình, cứ lén quan sát cậu mãi. Hôm qua, lúc mới gặp lần đầu, cô ta còn có chút xem thường cậu, nhưng bây giờ xem ra cô ta thật sự là có mắt không tròng. Anh Tiểu Bình, anh thật lợi hại. Em từng thấy Vu Chiến đánh nhau, cảm giác như thần tiên, nhưng hắn ta lại không có dũng khí ra tay trước mặt anh luôn. Ngô Bình bình thản đáp, chúng tôi không thù không oán. Hắn ta không thể nào liều mạng với tôi. Hắn ta nói vậy một phần là vì không muốn bán mạng cho nhà họ Kha. Sau đó cậu hỏi, Tiểu Tinh, chắc em cũng đang học trung học nhỉ? Âu Dương Tỉnh gật đầu, em đang học lớp 8. Sau khi khai giảng, em sẽ chuyển đến trường số 1 Trung Châu. Ngô Bình, trường số 1 không tồi, em có thể đến học. Ngô Bình sắp xếp ổn thỏa cho bố con Âu Dương Chí Viễn trong tối đó xong thì quay về nhà nghỉ ngơi, hôm sau lại tiếp tục đi thi. Cứ thế cuộc thi kéo dài liên tục 4 ngày liền thì kết thúc. Ngô Bình phát huy rất tốt, cậu tự đoán điểm cho mình, chắc cũng được 745 trên 750 điểm, 5 điểm không đạt được đều là điểm chủ quan, cậu không tự tin mình sẽ lấy được điểm tuyệt đối. Hôm kỳ thi đại học kết thúc. Bố mẹ cậu và cả hai bố con Âu Dương Chí Viễn và Hàn Băng Nghiên đều đến đón cậu. Lần trước Từ Kiêu mặc sườn xám, lần này đổi lại Hàn Băng Nghiên mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rất đẹp, đẹp hơn cả vạn lần cho với Từ Kiêu hôm đó. Ngô Bình nhận lấy bó hoa tươi từ tay Ngô Đại Hưng rồi nói, cuối cùng cũng thi xong rồi. Âu Dương Chí Viễn, Tiểu Bình, bố đã đặt nhà hàng,
chúng ta cùng đi chúc mừng đi. Âu Dương tỉnh cười, nói anh Tiểu Bình, mấy hôm nay em đã hỏi thăm về anh, thì ra anh lợi hại đến thế, không chỉ là thần bóng rổ của trường số 1 mà còn là thủ khoa toàn thành phố. Lần này nhất định anh có thể trở thành thủ khoa của tỉnh. Ngô Bình nói, đỗ thủ khoa hay không không quan trọng, chỉ cần đỗ vào Đại học Thần Kinh là được rồi. Lúc này, một đám người đánh trống thổi kèn xuất hiện, là huấn luyện viên dắt theo các anh em trong đội bóng đến, còn có cả mấy nữ sinh của trường, tặng hoa cho Ngô Bình. Huấn luyện viên nói, Ngô Bình, chúc em đạt thành tích lọt top đầu của kỳ thi, thì đỗ vào trường mơ ước. Ngô Bình cười, nói cảm ơn mọi người, vừa hay chúng tôi đã đặt nhà hàng, mọi người cùng đi ăn đi. Đương nhiên họ không khách sáo với Ngô Bình, lập tức đồng ý ngay. Tối đó, trong buổi tiệc, Ngô Bình chúc rượu xong một vòng thì bỗng sực lại, cậu cười, nói, mọi người từ từ uống nhé, tôi ra ngoài một lát. Cậu ra khỏi nhà hàng thì nhìn quanh rồi đột ngột bay lên cao, sau đó đáp xuống một mảnh đất trống cách đó mấy trăm mét. Trên mảnh đất trống đó có một thiếu niên đang đứng, sau lưng có hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo sặc sỡ, họ đều tầm 17 tuổi. Thiếu niên đứng lạnh lùng, bình thản nói, anh có thể cảm ứng được tôi, chứng tỏ cũng có chút đạo hành. Ngô Bình quan sát thiếu niên đó, cậu ta mặc đồ màu tím, không giống với cách ăn mặc của người bình thường. Hơn nữa, trên người cậu ta còn có khí tức của người cõi trên, loại khí tức đó không thể làm giả được. Ngô Bình hỏi, đến vì tôi sao? Thiếu niên, trước đó tôi có nghe nói Trung Châu xuất hiện một nhân vật rất lợi hại, liên tục gây ra chuyện lớn. Bên cạnh tôi có vài thuộc hạ, họ cũng có làm ăn ở Trung Châu, giờ cũng đều bị ảnh hưởng từ cậu. Ngô Bình bình thản đáp, nếu tôi làm ảnh hưởng đến người bên cạnh cậu thì thật xin lỗi quá. Thiếu niên, tôi chẳng hơi đâu quan tâm chuyện của người dưới, tôi đến đây đơn giản chỉ là để giết cậu. Ngô Bình nheo mắt, giết tôi. Thiếu niên cười, nói, Lâm Tôn cũng xem như bạn của tôi, cậu có thể ăn hiếp được hắn ta thì nhất định cũng có bản lĩnh. Hơn nữa, cả cậu và hắn ta đều thông minh, không chừng giết cậu rồi sẽ có thu hoạch lớn. Nếu như cậu may mắn, tôi giết được cậu thì sẽ có thể có được khí vận của cậu. Khí tức đã bắt đầu dịch chuyển quanh người Ngô Bình, cậu lạnh lùng hỏi, chỉ dựa vào mấy người các người mà cũng muốn giết tôi sao? Thiếu niên cười, nói, trên thế giới này, hai người cùng cảnh giới có thể cách biệt nhau một trời một vực, từ nhỏ tôi đã tu luyện, mỗi bước đi đều rất chắc chắn. Có rất nhiều cảnh giới tôi đều đạt đến cực đỉnh. Dù cho cậu có được trí tuệ nhưng tu vi của cậu lại tăng lên trong thời gian rất ngắn, sau này vẫn cần thời gian củng cố. Vì vậy, so với tôi thì cậu không chỉ kém một bậc. Hơn nữa, tôi đã là cảnh giới bí thiên, vượt xa so với cậu. Ngô Bình thở dài, chắc gốc gác của cậu cũng không đơn giản, nhưng muốn ra tay với tôi thì chắc là cậu đang tự tìm cái chết. Thiếu niên chau mày, vậy sao? Cậu cảm thấy tôi đang tự tìm cái chết sao? Ngô Bình nói, tôi khuyên cậu lập tức rời khỏi đây, nếu không cậu chẳng có cơ hội để hối hận nữa đấy. Thiếu niên khẽ cười, nụ cười cực kỳ lạnh lùng, cậu ta nói, thảo nào lúc nhắc đến cậu, Lâm Tôn đều một bộ hận đến ngứa răng, cậu quả thật rất đáng ghét. Ngô Bình, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, là các cậu không thể đối mặt với hiện thực. Thiếu niên nói, hôm nay tôi phải giết cậu để trút cơn giận này. Dứt lời cậu giơ ngón tay lên, một cột sáng như tia chớp bay về phía Ngô Bình, đánh trúng vào người Ngô Bình. Tia sét xuyên qua người Ngô Bình đánh vào tảng đá phía sau cậu, sau đó Ngô Bình biến mất, thì ra người thiếu niên đánh trúng chỉ là một dư ảnh. Ngay khi tia chớp đánh trúng Ngô Bình, bàn tay Ngô Bình đã đâm vào sau lưng thiếu niên, nắm chặt lấy trái tim cậu ta rồi bóp chặt. Phụt, trái tim thiếu niên nổ tung, hai mắt cậu ta đỏ ngầu. Cả người cứng đờ lẩm bẩm hỏi, đây là pháp thuật gì? Thay hình đổi bóng, bí pháp tôi mới luyện thành, Ngô Bình nói. Cơ thể thiếu niên trở nên mềm nhũ, cậu lấy tay ra, thi thể thiếu niên ngã xuống. Hai cô gái đó hoảng sợ mặt không còn giọt máu, một người trong đó hét lên, anh giết thiếu chủ bọn tôi, anh chết chắc rồi. Hai người này cùng lấy một thanh kiếm dài ra, lao đến đánh từ hai bên. Thật ra tu vi của hai nữ tỳ này mạnh hơn thiếu niên kia, hai người ra tay rất tàn nhẫn, chiêu nào cũng như muốn lấy mạng đối phương. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội này, quanh người Ngô Bình đông cứng lại, cậu bỗng tung ra một quyền. Khi đòn tấn công được tung ra, thoáng chốc đã bộc phát lực sát thương gấp 20 lần,
một quyền ấn mang theo tia tử thần màu đen xuất hiện, đánh về phía hai cô gái. Quyền ấn lao ra tạo thành một vòng xoáy thời không đáng sợ, lập tức nuốt chửng hai cô gái. Khi vòng xoáy biến mất, hai cô gái và thanh trường kiếm cũng biến mất, hình thần đều bị tiêu diệt. Đòn tấn công này của Ngô Bình sử dụng sức mạnh trên tiên vương đồ, lập tức bộc phát uy lực đáng sợ. Cậu Lục tìm trên người thiếu niên, tìm được một chiếc nhẫn, là pháp khí không gian. Cậu mở chiếc nhẫn ra thử nhưng cấm chế bên trong rất mạnh, cậu tạm thời không thể đột phá. Biết rõ những thứ trong chiếc nhẫn này là vô giá nhưng cậu lại không có ý định lấy nó đi, vì cậu biết nếu mình mang chiếc nhẫn theo bên người thì người nhà, thầy cô và bạn bè của thiếu niên sẽ tìm thấy cậu. Cậu lập tức tìm một nơi chôn thi thể của thiếu niên này, sau đó ném chiếc nhẫn vào một hồ nhân tạo rồi quay lại khách sạn, tiếp tục dùng bữa. Ngô Bình về đến khách sạn, chúc say vài thành viên của đội bóng mới kết thúc. Sang đến ngày hôm sau, Ngô Bình bảo Nghiêm Lãnh Thạch chuẩn bị một căn nhà cho bố con Âu Dương Chí Viễn. Lúc này Nghiêm Lãnh Thạch đã đăng ký thành công một công ty trà thảo dược, các thủ tục độc quyền cho trà thảo dược cũng đã hoàn tất. Dưới sự điều hành của Âu Dương Chí Viễn, công ty bắt đầu quảng cáo trên các phương tiện truyền thông lớn để tăng mức độ phổ biến của trà thảo mộc. Nhưng trà thảo dược này chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ với Ngô Bình, sau khi đưa công thức phối hợp cho đối phương, cậu cũng không quản nữa. So ra thì những viên khoái lạc hoàn do nhà họ Cổ cung cấp và công việc kinh doanh mà Lương Thành Bích để lại sau khi đi quan trọng hơn. Nhà họ Vương độc quyền về cây thuốc, Lương Thành Bích độc quyền xe taxi, hai ngành này đều là những công việc kinh doanh kiếm được tiền nhiều nhất ở Trung Châu, là hai con gà mái đẻ trứng vàng. Nhưng lúc này trong đầu Ngô Bình lại nảy ra vài ý tưởng, đó là nhất định phải tiêu tiền, làm nhiều việc thiện, tạo thêm phước lành cho người dân. Mặc dù cậu không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng xuất phát từ bản năng, cậu quyết định làm theo trái tim của mình. Thế là cậu hẹn Âu Dương Chí Viễn và Nghiêm Lãnh Thạch ra ngoài uống trà. Nói chuyện phiếm vài câu, Ngô Bình đi vào vấn đề chính, bố nuôi, con định làm từ thiện. Âu Dương Chí Viễn cười nói, làm từ thiện là tốt, như thế có thể tránh được thuế, hiện giờ thuế của Hạ Quốc cao quá. Ngô Bình lắc đầu, bố nuôi. Con làm thế không phải vì để tránh thuế, con thật sự muốn làm từ thiện. Âu Dương Chí Viễn sửng sốt, không dám tin nhìn Ngô Bình, Tiểu Bình, việc làm ăn của chúng ta mới khởi sắc, bây giờ làm từ thiện vẫn còn quá sớm. Ngô Bình cười nói, không sớm ạ, sau này thu nhập của khoái lạc hoàn và cây thước, xe taxi, 2/3 sẽ dùng vào việc từ thiện của năm đó. Âu Dương Chí Viễn cực kỳ ngạc nhiên, Tiểu Bình. Lợi nhuận của ba phương diện này cộng lại lên đến mấy chục tỷ đấy. Ngô Bình, kiếm được càng nhiều tiền thì tiêu càng nhiều. Bố nuôi, chuyện này con giao cho bố. Âu Dương Chí Viễn im lặng vài giây rồi nói, bố biết một chút về từ thiện. Thật ra bây giờ đa số những người làm từ thiện đều vì danh tiếng, hơn nữa số tiền quyên góp hàng năm của họ cũng chỉ có mấy trăm triệu, hàng tỷ tệ. Những người sẵn lòng tiêu tốn mấy chục tỷ như con quả thật không nhiều. Ngô Bình, bố nuôi, bố nghĩ làm từ thiện thế nào là tốt? Âu Dương Chí Viễn, trong nước có rất nhiều người già, không có ai nuôi dưỡng, cuộc sống tuổi già của họ rất khốn khổ, bố nghĩ chúng ta có thể bắt đầu làm từ chỗ này, xây dựng các viện dưỡng lão miễn phí. Chỉ cần là những người già đủ tiêu chuẩn đều có thể sống miễn phí. Các viện dưỡng lão cần nhân viên điều dưỡng và nhân viên quản lý. Những vấn đề này cũng có thể tạo ra việc làm và thúc đẩy nền kinh tế địa phương, một mũi tên trúng hai đích. Ông ta nói tiếp, còn có trại trẻ mồ côi. Có rất nhiều trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, hầu hết những đứa trẻ này một là bị thiểu năng trí tuệ, hai là cơ thể bị khuyết tật, hoặc mắc bệnh, dị tật bẩm sinh. Cuộc sống của các em rất khốn khổ nhưng nhà nước thì không cung cấp nhiều điều kiện về mặt này. Bố nghĩ cũng có thể xây trại trẻ mồ côi. Lúc trước bố từng muốn tiến vào lĩnh vực chăm sóc người già nên đã nhờ người điều tra nghiên cứu. Ở các viện dưỡng lão, chi phí hàng năm cho mỗi người già được chăm sóc là khoảng 150.000 tệ. Nếu chăm sóc cho 100.000 người già, mỗi năm phải đầu tư 15 tỷ tệ. Ngô Bình, ừ, trước cứ đầu tư 15 tỷ tệ để chăm sóc 100.000 người già. Âu Dương Chí Viễn, chúng ta tiến hành từng bước một. Trước tiên xây dựng viện dưỡng lão. Bắt đầu từ một viện, sau đó là hai rồi ba viện dưỡng lão. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, chúng ta sẽ mở rộng ra. Với trại trẻ mồ côi,
bố sẽ nhờ người làm một cuộc khảo sát điều tra, chờ khi có số liệu rồi suy xét thêm. Ngô Bình, vâng, bố nuôi, bố chỉ cần nhớ một điều, chúng ta làm từ thiện là làm thật lòng, không sợ phiền phức, cũng không sợ tiêu nhiều tiền. Âu Dương Chí Viễn cảm khái nói, Tiểu Bình, bố nuôi lớn hơn con mấy chục tuổi nhưng cảnh giới không bằng con. Nghe con nói thế, bố bỗng hiểu ra rồi. Ngô Bình cười nói, bố nuôi, con cũng muốn làm việc mình thích, không nghĩ nhiều thế. Nghiêm Lãnh Thạch nấy giờ không nói lời nào, lúc này lại nói, chủ nhân, cậu làm thế là đúng. Ngô Bình cười nói, ông Nghiêm, sao ông lại nói thế? Nghiêm Lãnh Thạch, thế tục là nơi bắt nguồn của tất cả các vị tiên, nơi này nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất lại ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí. Chẳng hạn như làm điều tốt trong thế tục thì có thể đạt được sức mạnh của công đức. Công đức càng nhiều, tu hành sẽ càng thuận lợi. Thật ra chủ nhân làm vậy là tích đức. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, hóa ra vẫn có công đức. Nghiêm Lãnh Thạch, thật ra tôi cũng có ý nghĩ tương tự nhưng tiêu tiền cho người khác quá khó. Những gì chủ nhân nói hôm nay khiến tôi bỗng chốc tỉnh lại, sau này tôi sẽ dành một nửa số tiền kiếm được để làm từ thiện. Ngô Bình, ừ, vậy thì cùng nhau làm, ông giao chuyện này cho bố nuôi làm đi. Nghiêm Lãnh Thạch nói, ông Âu Dương, vậy, thì làm phiền ông. Ngay khi Ngô Bình giải quyết xong chuyện từ thiện không lâu, Chu Kỳ Phu gọi điện thoại đến muốn cậu có thể về võ quán một chuyến, có việc quan trọng cần cậu giải quyết. Cậu hỏi, lão quán chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chu Kỳ Phu im lặng vài giây, sau đó nói, tông môn phái người xuống, muốn kiểm tra cậu. Ngô Bình, kiểm tra rất khó sao? Chu Kỳ Phu, chuyện này rất kỳ lạ, họ muốn dùng đến bài kiểm tra cổ pháp khó nhất. Thật ra, bài kiểm tra cổ pháp đã bị cấm trong hàng ngàn năm, vì rất ít người có thể vượt qua nó. Ngô Bình, đệ tử Liên Sơn Tông đều không cần kiểm tra cổ pháp, chỉ kiểm tra một mình tôi, vậy có nghĩa là có người không muốn tôi vào Liên Sơn Tông. Chu Kỳ Phu thở dài nói, một nhánh của tôi không có thành tựu ở Liên Sơn Tông, có vài người nghe nói cậu có tư chất tốt thì không hy vọng cậu gia nhập. Ngô Bình bật cười, nói, lão quán chủ, không gia nhập cũng chẳng sao. Chu Kỳ Phu, hay là cứ thử xem trước đã, nếu như cậu qua được thì những người đó đều sẽ ngoan ngoãn im miệng thôi. Ngô Bình, được, hôm nay tôi sẽ qua đó. Vậy được, cậu mau qua đây. Hôm đó, Ngô Bình dùng thuật độn ngũ hành, xuất hiện ở võ quán Liên Sơn. Cậu vừa quay về đến võ quán thì phát hiện tất cả học viên đều đang quỳ dưới đất còn một đám người khác thì ngồi chém chệ trên ghế ở giữa sân diễn võ, đến cả Chu Kỳ Phu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh họ. Đám người đó gồm 3 nam 1 nữ, đều còn khá trẻ, nhưng ai cũng để mắt trên trán, cao ngạo vô cùng, cứ như những thành viên đang quỳ xung quanh họ chỉ là kiến cỏ, chẳng đáng để nhắc đến. Chu trưởng lão, chúng tôi đợi thêm 15 phút nữa, nếu Ngô Bình vẫn không đến thì lần kiểm tra này xem như thất bại, chúng tôi sẽ quay về báo cáo ngay. Một người đàn ông mặc áo vàng trong số đó nói. Chu Kỳ Phu nói với vẻ mặt khó coi, các vị. Ngô Bình ở cách đây mấy trăm dặm, không thể nào đến được trong thời gian ngắn, xin hãy đợi thêm chút nữa. Người đàn ông áo vàng bình thản nói, xin lỗi, chúng tôi không rảnh đợi chờ một người không tên tuổi. Chu Kỳ Phu chau mày, nói, theo lý mà nói, Ngô Bình đã lĩnh hội được 3 loại bí kỹ thì đã có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Người đàn ông áo vàng nói, có phải lĩnh hội được 3 loại bí kỹ hay không thì chúng tôi còn phải kiểm tra. Không thể các ông nói sao thì nghe vậy được. Dù sao thì Liên Sơn Tông cũng chỉ có hơn 300 đệ tử chân truyền, hơn nữa mỗi năm chỉ tăng thêm không quá 5 người, mỗi một vị trí đều vô cùng quý giá. Anh ta nói đến đây thì nhìn đồng hồ, cười, nói, xem ra cậu ta không kịp đến rồi, chúng ta chuẩn bị quay về tông môn thôi. Ngô Bình, các anh nôn nóng gì chứ, chẳng phải tôi đã đến rồi sao? Lúc này, Ngô Bình bước vào từ cửa chính. Người trong võ quán nhìn thấy cậu thì đều ngước mặt, mỉm cười. Chu Kỳ Phu cũng thở phào, nói, Ngô Bình, mấy vị đây là sứ giả được tông môn phái đến, muốn kiểm tra xem cậu có thiên phú thật không. Ngô Bình bình thản nói, vậy thì mau kiểm tra đi, tôi bận lắm, không có thời gian nói tào lao đâu. Người đàn ông áo vàng chau mày, nói cậu là Ngô Bình sao? Cậu nói cậu đã học được 3 loại bí kỹ có thật không? Ngô Bình, xạo đó. Người đàn ông áo vàng ngơ người, sau đó cười lớn, nói với Chu Kỳ Phu, Chu trưởng lão, giờ thì lộ.
Rồi nhé, tự cậu ta đã nhận là xạo rồi. Chu Kỳ Phu nhìn sang Ngô Bình, khó xử hỏi, chuyện gì thế? Ngô Bình, bút ký Liên Sơn đã ghi lại 3 bộ công pháp giai đoạn, 7 loại tuyệt học, 9 loại bí kỹ, 3 loại thần thông. Tôi học được 4 loại tuyệt học, 9 loại tuyệt kỹ, còn luyện được 1 bộ công pháp. Những thứ đó đều do cậu tự tu luyện sau này, vẫn chưa nói với Chu Kỳ Phu. Mấy người của Liên Sơn Tông đều ngây ra, một mình cậu học được 14 món. Sao có thể chứ? Người đàn ông áo vàng sầm mặt, nói chuyện này không đùa được đâu, nếu cậu dám bốc phét lung tung thì sẽ chết thê thảm đó. Ngô Bình, đó là do tôi chưa muốn luyện, nếu không thì cả 22 món tôi đều có thể biết hết. Mấy người đó không tin, một người đàn ông áo xanh cười khẩy, nói, đừng bốc phét nữa, cậu hãy biểu diễn những gì cậu học được đi. Ngô Bình, chẳng phải các anh muốn dùng cổ pháp gì đó để kiểm tra sao? Tôi học được bao nhiêu loại không liên quan đến các anh, hoàn thành bài kiểm tra trước đã. Mấy người đó nhìn nhau, người đàn ông áo vàng nói, kiểm tra bằng cổ pháp đầy rủi ro, cậu chắc chắn muốn thử chứ? Ngô Bình, không sao, nếu không có bản lĩnh thì tôi đã không đến. Người đàn ông áo vàng gật đầu, ok, bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết cái gì là kiểm tra bằng cổ pháp. Bút ký Liên Sơn chỉ ghi chép một phần truyền thừa của tổ sư, sau đó tổ sư lại gặp được kỳ ngộ khác, có được 7 bảo kính, trên mỗi bảo kính đều có một đoạn hình ảnh lưu lại, tổng cộng có 7 phần. Sau khi xem xong 7 đoạn hình ảnh này, ít nhất cậu phải học được một trong số đó thì mới có thể qua. Chu Kỳ Phu nói, Ngô Bình, không thể xem nhẹ mấy đoạn hình ảnh lưu đó đâu, nghe nói năm xưa tổ sư chỉ lĩnh hội được 4 đoạn thôi, nhưng cũng vì vậy mà bị thương. Sau đó, những người lĩnh hội được lưu ảnh không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ. Ngô Bình, lão quán chủ yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Sau đó, cậu hỏi, các anh đã đem 7 bảo kính đó đến rồi sao? Người đàn ông áo vàng vung tay, một cánh cửa liền xuất hiện trên mặt đất, cánh cửa cao 2 mét, rộng 1 mét, bên trong có ánh sáng màu tím cuồn cuộn. Vào trong thì sẽ nhìn thấy 7 bảo kính, có điều chỉ có thời gian 15 phút. Trong vòng 15 phút, bất luận cậu có học được gì không thì cũng bắt buộc phải ra ngoài. Ngô Bình, làm sao để xác nhận tôi đã lĩnh hội được thứ trên bảo kính? Ngô Bình hỏi anh ta. Rất đơn giản, sau khi lĩnh hội được nội dung trên bảo kính, sẽ có dấu ấn được để lại trên người cậu, nó sẽ không biến mất trong vòng 3 ngày. Ngô Bình gật đầu, ok, cậu nói xong thì đi về phía cánh cửa. Người đàn ông áo xanh chặn cậu lại. Bình thản nói, bảo kính là vật chí bảo của Liên Sơn Tông, tôi phải thử xem cậu có thật sự có tư cách tham gia không. Ngô Bình cười như không cười, hỏi, anh muốn thử thế nào? Người đàn ông áo xanh bình thản nói, nếu cậu có thể tiếp được một chiêu của tôi thì tôi sẽ để cậu đi. Ngô Bình nheo mắt, anh cứ việc ra tay. Hay, người đàn ông áo xanh đột ngột đấm ra một đấm, đấm mới được nửa đường thì đã có quyền ảnh đập lên người Ngô Bình. Nhưng chuyện kỳ lạ là sau khi quyền ảnh đánh lên người Ngô Bình, cậu dường như chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, ngực của người đàn ông áo xanh bỗng lõm vào trong, sau đó anh ta hừm lên khó chịu và ngã xuống đất. Ngô Bình bình thản đáp, anh chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng dám thử tôi sao? Cậu nói dứt lời thì sải bước tiến vào bên trong cánh cửa. Mấy người còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận, một cô gái liền đỡ người đàn ông áo xanh lên, hỏi, Lệ sư huynh. Anh không sao chứ? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, sắc mặt tái mét, thất thần nói, thực lực của người này mạnh thật, xem ra cậu ta không nói láo. Cô gái đó mặc bộ váy màu đỏ, ngạc nhiên nói, nếu như cậu ta thật sự lĩnh hội được 14 loại võ học thì chẳng phải sẽ trở thành đệ tử tinh anh thứ 3 sao? Chu Kỳ Phu bình thản nói, nếu Ngô Bình có thể lĩnh hội được truyền thừa trên bảo kính thì không chỉ đơn giản là đệ tử tinh anh đâu. Mọi người giật mình. Mặc dù có thể dùng cổ pháp kiểm tra nhưng nó cũng có hậu quả đi kèm, đó là người có được truyền thừa trên bảo kính thì sẽ có thể trở thành đệ tử tinh anh, nếu có thể có được 2 loại truyền thừa thì có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Liên Sơn Tông chỉ mới có một đệ tử nòng cốt xuất hiện trong lịch sử, sau đó người đó đã trở thành tông chủ đời thứ 3 của Liên Sơn Tông và dẫn dắt Liên Sơn Tông đạt đến đỉnh cao. Thời kỳ ông ta lãnh đạo, Liên Sơn Tông đạt được rất nhiều thành tựu lớn mà cả Liên Sơn Tông hiện giờ cũng không bì kịp. Người đàn ông áo vàng hừm một tiếng, truyền thừa trên bảo kính đâu phải dễ học đến thế. Cậu vui mừng quá sớm rồi.
Chu Kỳ Phu, có phải tôi vui mừng quá sớm hay không thì các anh sẽ biết ngay thôi. Chu Kỳ Phu rất kỳ vọng ở Ngô Bình, ông ta hy vọng Ngô Bình có thể lĩnh hội được hai loại truyền thừa trên bảo kính, thế thì ít nhất cậu cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh. Ngô Bình vào cánh cửa kia thì đã đến một nơi rộng lớn, trên mặt đất trải đầy ngọc đỏ trong suốt, trên mỗi khối ngọc đều có khắc chữ sáng rực. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một cái gương cao hơn 2 mét, phần đế rất lớn, nó vững vàng đứng đó. Trước gương có một tấm bia, bên trên có viết vài ký tự. Cậu tiến lên đọc thì phát hiện những ký tự này rất kỳ lạ, cậu đều không nhận ra. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cậu xuất hiện một lượng lớn ký tự, sau đó lập tức hiểu được ý nghĩa những chữ này. Nội dung trên bia là, bảo kính trước mặt gọi là bảo kính kim cương, bên trong ẩn dấu bí truyền kim cương, nếu lấy được có thể tu luyện bí cảnh kim cương. Theo như những gì viết bên trên, bí cảnh kim cương có thể dùng như một loại lực hỗ trợ bí cảnh, tu luyện nó có thể khai phá được kim cương động thiên trong cơ thể, lưu trữ tiên lực kim cương. Ngô Bình như có suy nghĩ, lầm bầm tự nói, không biết có phải năm đó tổ sư Liên Sơ đã lĩnh ngộ được bí cảnh kim cương rồi không? Với những gì cậu biết, nếu tu hành bí cảnh là một gốc đại thụ thì bí cảnh kim cương chính là hoa nở trên cây, mà thần thông đạo pháp có được khi tu luyện bí cảnh kim cương chính là thành quả có được từ gốc đại thụ bí cảnh. Ngô Bình biết rõ, bí cảnh kim cương này sẽ có ích rất nhiều với cậu, lúc này tập trung lĩnh ngộ. Cậu đến trước gương, ánh mắt tập trung nhìn bảo kính mấy giấy, trên gương đã xuất hiện vô số quang ảnh kính tượng huyền diệu. Thứ này thực sự rất kỳ ảo. Khiến trong đầu cậu lại xuất hiện rất nhiều thông tin, nhưng thông tin này lại có thể khiến cậu dễ dàng hiểu được chân lý của bí cảnh kim cương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được truyền thừa trong bảo kính, trong thân thể dần xuất hiện một loại bí lực đại kim cương bất phàm. Lúc này, bảo kính tỏa ra một luồng sáng, khắc vào ngón trỏ tay phải cậu, là một dấu ấn hình bông hoa màu lam. Sau đó, Ngô Bình lại lục lọi tìm thấy 6 cái bảo kính khác. Lần lượt lĩnh ngộ được bí truyền ngũ lôi, bí truyền tiên kiếm, bí truyền chân võ, bí truyền thiên hỏa, bí truyền độn giáp, bí truyền cửu u trong đó. Mỗi một loạt bí truyền đều hình thành một loại sức mạnh kỳ lạ, xuất hiện trong thân thể Ngô Bình, đồng thời cậu cũng có thêm một dấu ấn. 7 dấu ấn lần lượt xuất hiện trên 7 ngón tay, ở cả hai bàn tay cậu, mà sau khi lĩnh ngộ được 7 loại bí truyền, cậu phát hiện ra 7 loại bí truyền này đều thuộc một thế. Bọn chúng có thể thông qua loại thủ ấn kỳ lạ thì có thể liên kết lại với nhau. Chẳng qua là hiện tại tu vi của cậu còn thấp, vẫn chưa có năng lực thống nhất 7 loại bí lực. Học xong loại bí truyền cuối cùng, thời gian vẫn còn lại mấy phút, Ngô Bình lập tức quay về. Khi cậu đi ra khỏi đạo môn kia, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Chu Kỳ Phu, Ngô Bình, thế nào rồi, có thu hoạch được gì không? Ngô Bình nắm tay trái lại. Chỉ để lộ bàn tay trái ra ngoài, mà trên tay trái cậu có 2 dấu ấn, nói, 2 dấu ấn này có tính không? 2 dấu ấn này lần lượt là bí truyền chân võ và bí truyền độn giáp, mấy người đàn ông áo vàng vừa nhìn đã nhận ra, trong lòng bọn họ kinh sợ, lập tức thay đổi thái độ. Vẻ mặt người đàn ông áo vàng tươi cười, hai tay ôm quyền, tiến lên hành lễ nói, Ngô sư huynh đúng thật là thiên tài ngút trời, thoáng chốc đã có được 2 loại truyền thừa rồi, thật lợi hại. Sau này, anh chính là đệ tử nòng cốt của Liên Sơn Tông, là đại sư huynh của tất cả mọi người. Ngô Bình lạnh nhạt nói như vậy, hiện tại tôi đã chính thức trở thành đệ tử của Liên Sơn Tông rồi. Người đàn ông áo vàng vội nói, đương nhiên rồi. Ngô sư huynh, tiểu đệ Hoàng Lương, là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Mấy người còn lại cũng rất khách sáo tiến lên chào hỏi, Ngô Bình chẳng buồn nhớ tên bọn họ, bèn nói, thử thách kết thúc. Khi nào thì tôi có thể đến Liên Sơn Tông? Hoàng Lương cười nói, sư huynh có thể đi lúc nào cũng được, nhưng trong tông vẫn chưa chuẩn bị thích ứng tốt, văn thư chính thức cũng chưa có, tốt nhất là đợi thêm một thời gian. Ngô Bình, vậy làm phiền mọi người quay về báo với tông rồi. Nên làm. Người vui mừng nhất là Chu Kỳ Phu, ông ta nói. Ngô Bình, tôi cho Bình chuẩn bị rượu ngon cơm nóng. Để lại mấy vị đệ tử chân truyền uống mấy ly. Hoàng Lương vội nói, chúng ta vẫn nên quay về báo cáo thôi, đổi ngày khác lại đến thăm hỏi. Mấy người này rời đi rồi, võ quán lập tức sôi sục, tất cả mọi người vây quanh Ngô Bình, chỉ hận không thể lao lên ôm cậu, hôn cậu. Chu Kỳ Phu xua tay, nói các cậu đi tập luyện hết đi,
tôi và đại sư huynh các cậu có chuyện cần nói. Đuổi mọi người rời đi, Chu Kỳ Phu nghiêm mặt nói, thân phận đệ tử nòng cốt không phải là nhỏ. Trên lịch sử, chỉ có một người trở thành đệ tử nòng cốt, cậu là người thứ hai. Tôi lo lắng, một vài người trong tông sẽ gây khó dễ, phá hư chuyện này. Ngô Bình hỏi, chủ quán, bọn họ sẽ không ám hại tôi giống như ông lúc đầu chứ? Chu Kỳ Phu cười lạnh, ai dám? Bọn họ nhiều lắm chỉ ngăn cản cậu trở thành đệ tử nòng cốt thôi, chắc chắn sẽ không hại cậu. Ai dám hại cậu, tông chủ sẽ giết bọn họ đầu tiên. Nếu Liên Sơn Tông không biết phân biệt nặng nhẹ thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt. Chu Kỳ Phu, tôi tính toán, bên trên ít nhất cũng phải mất một thời gian ngắn, trong vòng 3 đến 5 tháng, thân phận chính thức của cậu rất định đoạt. Nhưng thân phận đệ tử chân truyền của cậu thì có thể có ngay lập tức. Ngô Bình, tại sao bọn họ muốn ngăn tôi trở thành đệ tử nòng cốt? Chu Kỳ Phu, bởi vì theo quy tắc phân bổ của Liên Sơn Tông, đệ tử nòng cốt ít nhất có thể lấy được 1/3 tài nguyên. Bọn họ không muốn cậu nuốt chừng 1/3 tài nguyên nhanh như vậy, cho nên có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Ngô Bình, không cho tôi làm đệ tử nòng cốt thì đệ tử tinh anh chắc là không có vấn đề gì chứ? Chu Kỳ Phu, ừ, trong vòng 1 tháng, thân phận đệ tử tinh anh của cậu sẽ có. Dù sao bọn họ cũng muốn trấn an tâm trạng cậu, không thể để cậu có ấn tượng xấu được. Nếu không cậu mà tức giận, sẽ tìm tông môn khác nương tựa, Liên Sơn Tông sẽ tổn thất lớn rồi. Vừa nói xong, đã có 2 người từ ngoài cửa đi vào, bọn họ bước đi không nhanh, nhưng chớp mắt đã đến phía trước, vừa nhìn đã biết công phu cao thâm. 2 người này, một người đàn ông trung niên, một cô gái trẻ tuổi. Người đàn ông để râu chữ bát, quần áo đen một màu, trông như đạo nhân, ông ta khẽ cười, nhìn Ngô Bình hỏi, cậu Ngô, tôi là trưởng lão Thiên Trần giáo Minh Duệ. Đây là đệ tử của tôi, Địch An. Sắc mặt Chu Kỳ Phu u ám, Thiên Trần giáo là đại giáo, các hạ chạy đến võ quán nhỏ này của chúng tôi có chuyện gì? Thật ra, ông ta đã đoán được ý đồ đối phương đến đây. Minh Duệ cười nói, tôi đến là hy vọng cậu Ngô có thể gia nhập vào Thiên Trần giáo chúng tôi. Chu Kỳ Phu quả quyết từ chối, không thể. Ngô Bình đã vượt qua thử thách, hiện tại cậu ấy chính là đệ tử nòng cốt của Liên Sơn Tông chúng tôi. Minh Duệ không quan tâm đến Chu Kỳ Phu, ông ta chỉ nhìn Ngô Bình, nói cậu Ngô, nếu cậu có thể vượt qua thử thách của Thiên Trần giáo chúng ta, có được thành tích đủ tốt thì tôi cam đoan cậu lập tức có thể trở thành đệ tử tinh anh số 1 của Thiên Trần giáo. Nếu sau này có biểu hiện tốt hơn, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử nòng cốt trong giáo. Thật ra Ngô Bình cũng đã động lòng, nhưng cậu đã lĩnh ngộ bút ký Liên Sơn, nội dung của 7 bảo kính, e rằng Liên Sơn Tông sẽ không dễ dàng để cậu đi. Cũng may, Minh Duệ này cũng không nói nhiều, cười nói, cậu Ngô có thể suy nghĩ cẩn thận mấy ngày. 7 ngày sau, tôi sẽ lại đến tìm cậu. Đến lúc đó, hy vọng cậu Ngô có thể thoải mái trả lời. Nói xong, ông ta ôm quyền rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Chu Kỳ Phu lại bật cười. Ngô Bình hỏi, chủ quán, ông cười gì vậy? Chu Kỳ Phu, chuyến này Minh Duệ đến nhất định sẽ kích thích Liên Sơn Tông. Nếu không có gì bất ngờ, thân phận đệ tử tinh anh của cậu ngày mai sẽ đến thôi. Hơn nữa, thân phận đệ tử nòng cốt cũng sẽ được công nhận sớm. Ngô Bình, chủ quán, Thiên Trần giáo này còn lớn mạnh hơn cả Liên Sơn Tông chúng ta sao? Chu Kỳ Phu im lặng mấy giây, bất đắc dĩ nói, cho dù là truyền thừa hay là thực lực và môn quy, Liên Sơn Tông đều không thể sánh với Thiên Trần giáo. Nhưng Liên Sơn Tông cũng có một điểm tốt, chính là có thể cho cậu tài nguyên nhiều nhất. Dù sao, Thiên Trần giáo cũng không thể cho cậu 1/3 tài nguyên được. Chung quy thì đệ tử tinh anh của bọn họ cũng có hơn mấy chục người. Ngô Bình gật đầu, lão quán chủ nói có lý. Chu Kỳ Phu, trước đó, chúng ta có tiếp nhận một số học viên của đạo trường Bình Thành, trong số ấy cũng có vài người có tư chất rất tốt. Sau khi học theo giáo án cậu biên soạn đã có được tiến bộ vượt bậc. Ngô Bình, vậy là tốt rồi. Chu Kỳ Phu, mấy ngày nay, cậu cứ ở lại võ quán đi, thứ nhất là chờ tin tức của bên trên, thứ hai là cũng tiện dạy dỗ đám học sinh kia luôn. Ngô Bình gật đầu đồng ý, cậu đã thi xong kỳ thi vào đại học, đợi đến khi có kết quả thi đại học, cậu sẽ đăng ký vào Đại học Thần Kinh. Hôm đó, Ngô Bình lại biên soạn 2 cuốn sách luyện công. Nó chủ yếu dành cho những đệ tử có tư chất tốt luyện tập, chỉ dùng để chọn lựa và đào tạo những đệ tử nòng cốt.
Đến tối, khi các học viên tan học, Ngô Bình bèn liên lạc với Cổ Thanh Liên. Nghe nói cô ta học ở Đại học Vân Giang, đang chuẩn bị tan học nên nói chị, tôi đến đón chị nhé. Võ quán Liên Sơn cách Đại học Vân Giang cũng không xa, Ngô Bình đi một lát đã tới. Trước cổng trường người đến người đi, giờ lại là thời gian tự học buổi tối, cậu vừa đến đã thấy Cổ Thanh Liên đứng cạnh cổng trường chờ mình, bên cạnh còn có Từ Bảo Càn. Từ Bảo Càn đã bị Ngô Bình khống chế, ông ta lập tức kính cẩn bước tới chào hỏi chủ nhân. Ngô Bình ừ một tiếng hỏi, ông đến làm gì? Từ Bảo Càn đáp, thưa chủ nhân, tôi nhận được một tin, dòng bên đã xảy ra chút vấn đề. Nếu tôi có thể tu luyện đến bí cảnh tầng 8 trong thời gian ngắn thì còn có thể trở về và tiếp tục thừa kế vị trí thế tử. Ngô Bình, bí cảnh tầng 8. Giờ cậu mới tầng 3, muốn đột phá liên tục 5 cảnh giới trong thời gian ngắn thì sẽ hơi khó. Từ Bảo Càn, thưa chủ nhân, thực ra kiếp trước tôi đã từng tu luyện, giờ tu luyện lại cũng không khó khăn mấy. Điều rắc rối duy nhất là, công pháp nhà họ Từ chúng tôi khi đột phá tầng 3 và tầng 7 sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, tôi mới không dám tùy tiện đột phá. Ngô Bình, ồ, lúc đột phá sẽ gặp nguy hiểm, là công pháp tu luyện của ông có vấn đề rồi. Từ Bảo Càn, đúng thế, đây là vấn đề trong công pháp nhà họ Từ chúng tôi. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi, ông muốn tôi giúp kiểu gì? Từ Bảo Càn, thực lực của chủ nhân cực kỳ phi phàm, chưa biết chừng có thể nghĩ cách giúp được tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đưa công pháp của ông cho tôi xem thử đi. Từ Bảo Càn, vậy đến phòng làm việc của tôi đi, nơi đó yên tĩnh. Ngô Bình, khỏi, ông nói giờ luôn đi. Từ Bảo Càn chỉ đành nói, vậy cũng được, ông A dùng truyền âm nói công pháp cho Ngô Bình. Sau khi có được công pháp, Ngô Bình bèn nói với ông ta, ông trở về chờ tin đi, mai tôi sẽ trả lời cậu. Vâng, cảm ơn chủ nhân. Từ Bảo Càn vừa đi, Cổ Thanh Liên đã cười nói, em trai này, chúng ta đi ăn cái gì đi. Ngô Bình, được, tìm tiệm nào ngon, không cần mắc, chỉ cần ngon là được. Cổ Thanh Liên chớp chớp mắt nói, vậy đến quán ăn Lý Tam đi. Đồ ăn ở đó ăn ngon. Quán ăn Lý Tam nằm trong một khu phố cổ, nhưng lại tràn ngập mùi vị cuộc sống, người đến người đi, có rất nhiều công nhân thuê nhà trọ ở gần đây. Đặc biệt là đến tối, nơi này sẽ càng trở nên tấp nập. Hai người đi đến trước cửa quán ăn thì thấy một tấm biển cổ màu đỏ, bên trên viết quán ăn Lý Tam. Trước cửa quán không được coi là to đặt 6 cái bàn vuông, lúc này mỗi bàn đều ngồi đầy người, còn có một số người xếp hàng trong quán. Bởi vì hiện trường không có chỗ ngồi, họ chỉ đành gói mang về, tự tìm chỗ ăn. Thấy có mười mấy người đang đợi cơm, Ngô Bình không nhịn được nói, buôn bán đắt ghê. Cổ Thanh Liên, đương nhiên rồi, đồ ăn ở Lý Tam là ngon nhất. Ngô Bình, buôn bán tốt vậy, sao không đổi chỗ nào rộng rãi hơn? Cổ Thanh Liên, không biết nữa. Quán ăn này mở cửa vào 11 giờ trưa, 11 giờ tối đóng cửa. Nhân viên trong đây cũng không nhiều, mới hai người, tự Lý Tam nấu luôn. Ngô Bình ngó đồ ăn trên bàn, bề ngoài trông rất bình thường, nhưng khách khứa đều ăn ngon lành, có vẻ rất là thỏa mãn. Cổ Thanh Liên, tôi đến nói một tiếng đã. Ngô Bình, hình như không còn chỗ N. Cổ Thanh Liên, không sao, bên trong có chừa chỗ cho tôi. Cô ta nói xong bèn bước vào chào hỏi với một người đàn ông trung niên đang nấu ăn. Người đàn ông kia từng gặp cô ta nên cười nói, cô Liên, hôm nay muốn ăn cái gì? Cổ Thanh Liên chọn 4 món ăn một món canh, nói, chú Lý Tam, cháu với bạn đến ăn cơm. Vào trong ngồi đi, lát nữa chú bảo người bưng đồ ăn vào cho. Vâng, cảm ơn chú Lý Tam, Cổ Thanh Liên lại nói mấy câu rồi dẫn Ngô Bình vào trong. Cách một tấm màn, không gian bên trong cũng không lớn, đặt một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn còn đặt một bát hương. Trên bức tường đằng sau cái bàn treo một bức tranh, trong tranh là một cô gái áo trắng có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, phiêu dật như tiên nữ. Ngô Bình, chỉ có vẻ thân với ông chủ ở đây nhỉ? Chú Lý Tam cười nói, lúc tôi học cấp 3 có đến quán ông ấy làm phụ bếp, có rảnh cũng đến giúp ông ấy. Tính ra, tôi và chú Lý Tam cũng quen nhau cả 7, 8 năm rồi. Ông chủ cũng không để hai người chờ lâu, 5 phút sau, món đầu tiên được bưng lên. Đây là một món thịt xào rất đơn giản, dùng da heo xào tiêu. Đồ ăn vừa bưng lên, Ngô Bình đã ngửi thấy mùi hương,
bên cạnh còn đặt một mẻ bánh mới ra lò tỏa ra mùi thơm phức. Cổ Thanh Liên, đây là món thịt xào được gọi nhiều nhất, em trai nếm thử đi. Ngô Bình gắp một miếng, đầu lưỡi như bị kích thích, mùi vị thơm ngon khiến cậu nham mắt lại. Chỉ một món đơn giản đã khiến cậu nếm được vẻ khác biệt từ bên trong, đó chính là sự cân đối một cách hoàn hảo. Cậu lại thử miếng thứ hai, chậm rãi nhấm nuốt xong bèn đặt đũa xuống hỏi chị, ông chủ nơi này là người tu hành hả? Cổ Thanh Liên ngẩn người, tại sao cậu lại hỏi vậy? Ngô Bình, nếu ông ấy không có tu vi thì đã chẳng thể nấu ra được món ăn hoàn mỹ như vậy. Được. Cổ Thanh Liên, đồ ăn mà còn cần được chú trọng lớn như vậy luôn hả? Ngô Bình, tôi chỉ có thể nói, sự khống chế của người này với mùi vị của món ăn gần như đạt tới yêu cầu khi luyện đan của thầy luyện đan. Nếu như ông ấy không có tu vi và sự hiểu biết uyên bác thì chắc chắn không thể nấu ra được món thịt xào hoàn mỹ như vậy. Cổ Thanh Liên kinh ngạc hỏi, lẽ nào chú Lý Tâm là người tu hành thật? Ngô Bình, có phải hay không, tôi vừa nhìn là biết. Cậu vén màn lên, quan sát người đàn ông trung niên kia từ xa. Cậu nhìn một lát rồi quay lại, vẻ mặt kỳ lạ, hình như ông ấy không có tu vi. Không có mà còn có thể nấu ra được đồ ăn hoàn hảo như vậy thì chắc chắn là người cực kỳ có năng khiếu nấu ăn. Cổ Thanh Liên, tôi quen ông ấy 7, 8 năm, quả thật không phát hiện ông ấy có tu vi. Ngô Bình, lẽ nào trên đời này có đầu bếp trời sinh thật ư? Lúc này, món thứ hai đã bưng lên, Ngô Bình lại cầm đũa nếm thử một miếng. Đây là một món cá kho tàu, Ngô Bình chỉ ăn một miếng thịt đã cảm thấy cực kỳ ngon. Vì nó quá ngon. Người bình thường trái lại không cảm nhận được sự mỹ diệu bên trong, do vị giác của họ không nhạy như người tu hành. Nếu món cá này có 10 điểm, vậy người thường chỉ có thể nếm được 1 trên 10 điểm ấy. Cá ngon, Ngô Bình không kiềm được khen một câu. Cổ Thanh Liên, sao hả? Tôi tìm chỗ này không ổn đúng không? Ngô Bình cảm than, tài nấu ăn điệu nghệ như vậy mà lại chịu ở chỗ thế này, thật kỳ lạ. Cổ Thanh Liên, từng có rất nhiều người giàu có mời chú ấy về làm đầu bếp riêng, có người ra giá đến 2 triệu một năm nhưng chú Lý Tam vẫn không đồng ý. Một lúc sau, 4 món ăn đều được mang lên, Ngô Bình và Cổ Thanh Liên ăn sạch 4 món ăn và một món canh chỉ trong tích tắc. Đặc biệt là món canh, dùng nấm địa phương để nấu nên độ thơm ngon không thua kém gì món cá kho tàu. Khi họ ăn canh xong thì chú Lý Tam cũng gần xong việc, ông ta mỉm cười. Bước lại gần và hỏi, cô Liên, thức ăn có vừa miệng không? Cổ Thanh Liên cười, nói, vẫn ngon như ngày nào, cảm ơn chú Lý Tam. Khi người đó đến gần, Ngô Bình mới phát hiện ra sự bất thường của ông ta. Giữa hai chân mày của ông ta có một luồng năng lượng kỳ lạ quy tụ, loại năng lượng đó hình như đã bị phong ấn, không có cách nào giải phóng ra. Ngô Bình hỏi, ông chủ Lý, ông bị người ta phong ấn tu vi sao? Cậu vừa hỏi thì sắc mặt của ông chủ Lý đó liền thay đổi, ông ta nhìn cậu chằm chằm, hỏi cậu là ai? Cổ Thanh Liên liền nói, chú Lý Tam, cậu ấy là khách quý của nhà họ Cổ cháu, cũng là bạn của cháu. Lý Tam nhìn chằm chằm Ngô Bình, hỏi, sao cậu lại biết tôi bị phong ấn sức mạnh? Ngô Bình cười, chuyện này có gì là khó đâu, tôi không chỉ nhìn ra mà còn có cách giúp ông giải được phong ấn. Thân sắc của Lý Tam liền thay đổi. Ông ta hỏi, cậu có cách giúp tôi giải phong ấn sao? Ngô Bình, chắc ông là cao thủ cảnh giới thần thông, đúng không? Lý Tam gật đầu, đúng. Ngô Bình, vậy thì tôi có cách. Lý Tam do dự một lúc rồi đột nhiên quay đầu. Gọi một trợ thủ và nói, đóng cửa, không nhận đơn nữa, nghỉ thôi. Sau đó, ông ta nói với Ngô Bình, xưng hô thế nào với cậu đây? Ngô Bình, tôi họ Ngô. Cậu Ngô. Cậu thật sự có cách giúp tôi giải phong ấn sao? Ngô Bình, có. Lý Tam hít một hơi thật sâu, người phong ấn sức mạnh của tôi có gốc gác lớn, nếu cậu giúp tôi thì có thể sẽ phải gặp rắc rối. Ngô Bình, tôi có thể hỏi nguyên nhân được. Không, tại sao người đó lại muốn phong ấn tu vi của ông? Lý Tam, người vợ yêu quý của tôi đã bị kẻ khác hại chết, tôi định trả thù giúp bà ấy. Nhưng người trong tộc lo lắng nếu tôi làm như vậy thì sẽ liên lụy đến họ, vì vậy họ đã phong ấn tu vi của tôi. Tôi đã bị phong ấn 18 năm rồi, 18 năm qua, tôi ẩn cư ở đây, mở một quán ăn nhỏ, kiếm tiền nuôi con gái. Ngô Bình, ông còn có con gái à? Lý Tam gật đầu, năm nay con bé 19 tuổi,
đang học đại học Vân Giang, cô Liên cũng quen biết con bé. Ngô Bình, vậy ông định thế nào? Dựa vào sức của mình phá phong ấn sao? Lý Tam, tôi đang đợi người như cậu xuất hiện, vì vậy mỗi đĩa thức ăn tôi nấu đều chứa đựng hiểu biết của tôi về dược. Ngô Bình cảm động, nói vậy ông là thầy luyện đan rồi. Lý Tam gật đầu, nếu cậu chịu giúp tôi khôi phục tu vi thì nhất định tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt, sau này cậu cần bất cứ đan dược gì, chỉ cần tôi có thể luyện được thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngô Bình cười, nói tôi cũng biết sơ sơ về luyện đan. Lý Tam rất bất ngờ, cậu cũng là thầy luyện đan sao? Ngô Bình, biết một chút. Lý Tam thở dài, nói vậy thì cậu không muốn giúp tôi rồi. Ngô Bình, nếu tôi không muốn giúp thì đã không nói nhiều với ông vậy rồi. Tôi có thể giúp ông nhưng tôi có hai điều kiện, một là không được nói cho người khác biết chuyện tôi giúp ông, hai là trong vòng một năm ông không được đi báo thù. Lý Tam chau mày, tại sao lại không cho tôi báo thù? Ngô Bình, tu vi của ông bị phong ấn 18 năm, thời gian lâu như vậy nhất định là thực lực của kẻ thù của ông đã vượt mặt ông rồi. Tôi cảm thấy việc trước tiên ông nên làm là khôi phục và nâng cao tu vi của mình. Cậu nói đến đây thì hỏi, lúc ông bị phong ấn thì tu vi ở mức nào? Lý Tam, thần thông tầng 9. Ngô Bình gật đầu, thần thông tầng 9 cách đạo cảnh không xa nữa, nếu ông có thể đột phá lên đạo cảnh rồi mới đi báo thù thì còn gì bằng nữa? Lý Tam im lặng một lúc rồi nói, tôi đồng ý. Ngô Bình, 12 giờ tối nay, tôi sẽ giúp ông giải phong ấn. Lý Tam, cảm ơn cậu, cách đây không xa có một chợ đêm, cậu có muốn đến đó dạo không? Ngô Bình, vậy sao? Nghe ông nói có vẻ chợ đêm này không tầm thường. Lý Tam, phần lớn người trong chợ đêm đều là người tu hành, họ bán những thứ mình không dùng đến ở đó. Cậu là người tu hành, đến đó dạo một vòng, không chừng lại có thể có thu hoạch. Hai người họ ra khỏi quán ăn thì cùng nhau đi dạo. Họ đi được khoảng mấy trăm mét thì vào trong một con hẻm nhỏ, con hẻm vừa tối vừa hẹp, không có ai đi qua. Họ băng qua con hẻm thì đến một nơi rất rộng, kéo dài đến mấy trăm mét, đông nghịt người nhưng lại không có đèn. Đến chó cũng không muốn đến chỗ tăm tối này nên không sợ bị người khác làm phiền. Người tu hành có thể nhìn được trong đêm nên đối với họ mà nói thì dù không có đèn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cổ Thanh Liên nói, không ngờ hôm nay là ngày họp chợ đêm. Chú Lý Tam không nói thì suýt chút tôi cũng quên. Ngô Bình cười, nói chị từng đến chợ đêm này sao? Cổ Thanh Liên gật đầu, chợ đêm này tên là chợ Tam Lục, mồng 3, mồng 6, 13, 16, 23, 26 hàng tháng sẽ họp chợ, tháng nào cũng có 6 lần. Trong bóng tối, mắt Ngô Bình dần thích nghi, ở một sạp hàng cách họ không xa, có một ông già tầm hơn 60 tuổi đang bán một đống đá với màu sắc khác nhau. Ngô Bình nhìn thấy số đá đó thì cảm giác, chúng rất đặc biệt, mỗi loại đều có đặc tính riêng. Cậu dừng lại, hỏi tiền bối bán gì thế? Khoáng thạch sao? Ông già đó cười, nói cậu thật biết nhìn, đây là tiên khoáng mà tôi thu thập được. Chẳng hạn như viên màu xanh lục này, nó tên là khoáng đồng xích tiên, có thể luyện ra được đồng xích tiên. Đồng xích tiên là loại kim loại đặc biệt quý, giá rất cao. Ngô Bình cầm viên khoáng thạch lên xem. Cảm giác thành phần đồng bên trong chưa đến 30%, hơn nữa nó lại còn rất nhỏ, có mua về cũng chẳng làm được gì. Cậu đứng dậy định đi thì bỗng phát hiện trong sạp hàng có một viên đá ba màu to bằng bàn tay, cậu cầm viên đá đó lên, cảm giác nó cũng giống khoáng thạch nhưng lại khá là nhẹ. Ngô Bình động lòng, trong đầu hiện lên rất nhiều thông tin, cậu liền biết viên đá ba màu đó là bảo bối được ba loại kim tinh thạch hòa vào nhau hợp thành. Chỉ có điều bên ngoài được bọc một lớp vỏ bằng đá mà thôi. Kim tinh là một loại tinh hoa được luyện ra từ kim loại. Chẳng hạn như đồng xích tiên lúc nãy, khoảng 500 triệu cân đồng xích tiên thì mới có thể luyện ra được một lạng đồng tinh xích tiên. Hơn nữa, luyện đồng tinh xích tiên cần quá trình rất dài, còn phải bày đại trận với chi phí rất cao, chi phí về thời gian và tiền của đều rất cao. Chuyện này khiến giá của đồng tinh xích tiên cao gấp tỷ lần giá của đồng xích tiên. Đó là thứ quý giá mà người may mắn mới có thể có được. Thần kỳ hơn là bên trong có ba loại kim tinh, cả ba loại này hòa vào nhau, khiến cho trọng lượng của nó giảm đi rất nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu như có thể phân tách ba loại kim tinh này ra thì trọng lượng của chúng sẽ nhiều gấp nhiều lần hiện tại, có thể đạt đến mấy trăm cân, cũng có thể là mấy ngàn can.
Ngô Bình bình thản hỏi, tiền bối, còn đây là khoáng vật gì? Người đó rõ ràng đã phán đoán sai, cười nói, đấy là khoáng thạch tam âm huyền kim, mặc dù hàm lượng không cao nhưng lại đắt hơn đồng xích tiên nhiều. Sao hả, cậu có hứng thú sao? Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bao nhiêu tiền? Ông lão, 500 tiền tiên. Ngô Bình liền lắc đầu, 500 đắt quá, 300 tiền tiên thì tôi lấy. Ông lão vừa nghe giá thì liền phất tay, không được đâu, 300 ít quá. Thế này đi, tôi bớt cậu 50, lấy 450 tiền tiên, cậu có thể cầm nó đi. Một đồng tiền tiên có giá trị mua bằng 10 triệu, Ngô Bình mím môi một lúc nhưng cũng không trả giá thêm được bao nhiêu, cuối cùng đã mua hòn đá đó với giá 440 đồng tiền tiên. Cậu cất hòn đá vào rồi hai người họ lại tiếp tục đi về trước. Cổ Thanh Liên cười, hỏi, em trai, cậu mua 3 viên khoáng thạch âm huyền làm gì? Lẽ nào muốn tinh lọc tam âm huyền kim bên trong chúng ra sao? Đấy là chỗ đông người phức tạp nên Ngô Bình không nói kỹ, chỉ cười và gật đầu thôi. Họ lại đi ngang qua mười mấy sạp hàng, Ngô Bình lại dừng lại. Trước mặt cậu là một cái bàn vuông nhỏ, bên trên đặt 12 bức tượng búp bê bằng đất, mỗi bức tượng đều có một động tác rất đặc biệt. Ngô Bình cứ cảm thấy những động tác đó rất kỳ lạ, càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Phía sau chiếc bàn là một người đội nón, nhìn không rõ được khuôn mặt. Ngô Bình hỏi, xin hỏi mất bức tượng đất này có lai lịch thế nào? Người đội nón lên tiếng, nghe giọng nói thì hình như là một thanh niên, anh ta nói, được phát hiện trong một động phủ, động tác của các bức tượng khá thú vị, nếu thích thì đưa đây 1000 tiền tiên rồi cầm đi. Ngô Bình cầm một bức tượng lên, cảm giác rất nặng, cậu thử dùng thần niệm nhìn thấu bên trong nhưng lại không phá được. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, 500 có bán không? Đối phương liền lắc đầu, nếu không phải vì tôi cần tiền gấp thì nhất định sẽ tự nghiên cứu, 1000 tiền tiên là giá thấp nhất rồi, ít hơn không bán. Ngô Bình thấy anh ta kiên quyết như vậy thì không nói thêm gì nữa, sảng khoái lấy ra 1000 tiền tiên, mua hết 12 búp bê bằng đất. Cậu cất hết búp bê vào xong, chưa đi được mấy bước thì bỗng cảm thấy có người đang đuổi theo mình ở phía sau. Sau đó có người nói, anh bạn, có thể nhường lại số búp bê đất đó cho tôi không? Ngô Bình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông tầm 30 mấy tuổi đang nói chuyện với mình, ánh mắt đầy mong đợi. Ngô Bình rất quả quyết, không bán. Người đàn ông cười nói, chắc anh đã bỏ ra 1000 tiền tiên để mua đúng không? Hay là thế này đi, tôi đưa 2000 tiền tiên, anh nhường búp bê đất lại cho tôi, thế nào hả? Thứ này không có giá trị gì với cậu nhưng lại có lợi với tôi. Ngô Bình hỏi gã, có lợi gì? Người đàn ông có vẻ không muốn nói, có điều gã lại lo Ngô Bình không bán nên nói, động tác của mấy bức tượng búp bê đất này có thể giải quyết được vấn đề trong lúc tu hành của tôi. Ngô Bình, nếu như vậy thì sao trước đó anh không mua? Người đàn ông ngượng ngùng nói, trước đó tôi mang theo không đủ tiền, nên phải quay về rút tiền. Khi tôi quay lại thì anh đã mua mất rồi. Ngô Bình, xin lỗi, mặc dù tôi muốn giúp anh nhưng thứ này cũng có ích với tôi. Thế này đi, tôi có thể cho anh tìm người mô phỏng hình dáng của búp bê đất, nặn ra 12 con khác giống y hệt, nếu vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể học động tác của chúng. Người đàn ông ngây ra, thật ra gã đang nói dối, thứ gã cần không phải là động tác, gã sầm mặt nói, anh bạn, tạo điều kiện cho người khác cũng là tạo điều kiện cho mình. Ngô Bình bình thản đáp, xem ra mấy động tác này cũng chẳng có ích gì với anh. Cậu dứt lời thì quay người, tiếp tục đi về trước. Người đàn ông đó không đi theo nữa mà quay đầu bỏ đi. Cổ Thanh Liên cũng có chút kinh nghiệm giang hồ, nói, người đó thất bại thì nhất định sẽ nghĩ cách khác, tốt nhất chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây. Ngô Bình, sợ gì chứ? Nếu gã dám chơi bẩn thì tôi sẽ để gã phải thấy hối hận vì đã đến thế giới này. Cậu vẫn thong dong dạo chợ đêm, lúc đi được gần nửa khuôn viên chợ thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bán thuốc. Bà ta bày mười mấy loại dược liệu bên cạnh mình, gần như tất cả đều là dược liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Ngô Bình chỉ liếc sơ thì đầu óc lại hiện ra vô số kiến thức về dược liệu, cậu lập tức biết được tên gọi và giá cả của số dược liệu này. Trong mười mấy loại dược liệu đó, có hai loại quý, một loại tên là đoạn cốt thảo, loại kia là long huyết thảo. Hai loại dược liệu này không phải có tiền là có thể mua được, cũng không biết từ đâu mà người phụ nữ đó lại có được chúng,
nhưng lại không biết được giá trị của chúng, nếu không thì cũng không đem ra bán ở chợ đêm. Cậu hỏi, cho hỏi số dược liệu này dùng để làm gì? Bán như thế nào? Người phụ nữ liếc nhìn cậu rồi nói, tôi tình cờ có được số dược liệu này, không biết có tác dụng gì nên mới đóng gói đem ra bán. Ngô Bình, đóng gói à? Vậy bán bao nhiêu? Người phụ nữ nghiến răng nói, 10.000 tiền tiên. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, rẻ hơn chút được không? Người phụ nữ lắc đầu, mặc dù tôi không dành dược liệu, nhưng không chừng có hai loại dược liệu trong số này rất có giá trị. Ngô Bình cũng không nói thêm, đưa 10.000 tiền tiên rồi mua hết toàn bộ 17 loại dược liệu. Mặc dù 15 loại dược liệu còn lại không phải hàng hiếm nhưng ít nhiều cũng có công dụng, cậu mua hết cũng không lỗ. Sau khi mua hết dược liệu, cậu đã không còn gặp được thứ gì muốn mua sau đó nữa, vì vậy đã cùng Cổ Thanh Liên rời khỏi đó ở đầu kia của chợ đêm. Họ vừa mới ra khỏi hẻm thì đã bị hai bóng người chặn lại, một trong số họ là người đàn ông muốn mua búp bê đất trước đó, người còn lại có khí tức còn mạnh hơn, đó là một cao thủ cảnh giới chân phù bí cảnh tầng 4. Đi vội vậy sao? Người đó hỏi với vẻ đầy nham hiểm. Ngô Bình, hai vị chặn đường có gì chỉ bảo sao? Cao thủ cảnh giới chân phù đó lạnh lùng nói, giao 12 con búp bê đất ra thì tôi sẽ cho hai người được sống mà rời khỏi đây. Ngô Bình bình thản nói, xin lỗi, đồ đó tôi đã mua, tôi sẽ không giao ra đâu. Cao thủ cảnh giới chân phù đó hừm lên lạnh lùng rồi đưa tay về phía Ngô Bình. Nhưng lúc tay của gã còn cách Ngô Bình mấy mét thì đã bị tát một tai cảm đầu xuống đất. Cái tát đó rất mạnh, đánh bẹp cả đầu của tu sĩ cảnh giới chân phù đó. Gã ngã xuống đất, liên tục co giật và sùi bọt mép. Người còn lại sợ tái mặt, vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn. Không quan tâm đến đồng bọn nữa mà quay đầu bỏ chạy luôn. Anh chạy mà được à? Ngô Bình bước lên một bước, đưa tay giữ lấy vai của gã, người đó hoảng sợ thốt lên, rồi lập tức quỳ xuống đất. Là tôi có mắt không tròng, xin công tử tha mạng. Người đó hét lớn. Ngô Bình nhìn gã chăm chăm, hỏi, nói đi, rốt cuộc 12 con búp bê đất đó có gì đặc biệt? Tại sao anh cứ muốn có cho bằng được? Trong giờ phút sống chết, gã không dám nói dối, vội vã đáp, công tử, tôi nghe một sư trưởng từng nói, tiên giới từng có một thiên thần đại đế xuất hiện, thiên thần đại đế đó bị kẻ thù hãm hại, trước khi chết đã phong ấn toàn bộ những gì mình học được trong đời vào trong 12 con búp bê đất đó. Sau này, 12 con búp bê đất đó đã qua tay nhiều người nhưng những người có được chúng đều không thể lĩnh hội được huyền cơ bên trong. Ngô Bình, ý anh là thiên thần đại đế đã để lại 12 con búp bê đất này sao? Gã liền gật đầu, có khả năng là như thế, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn 100%, chỉ có thể mua về từ từ nghiên cứu. Ngô Bình chỉ vào tên đang nằm co giật, hỏi anh ta là ai? Anh ta là một người bạn của tôi, là tu sĩ của nhà Mạc Tây Đinh, tên là Đinh Văn Hầu. Ngô Bình cười khẩy, nói các người chặn đường cướp của, tôi không thể tha, nói đi, anh muốn chết thế nào đây? Người đó sợ đến run lên cầm cập. Nói, công tử xin tha mạng, tôi biết sai rồi, xin công tử tha cho một mạng. Ngô Bình bình thản đáp, tại sao phải tha cho anh? Người đó nghiến răng, rồi đột nhiên chưởng lên đầu người đó, giết chết gã. Sau khi gã giết chết Đinh Văn Hầu thì lấy ngọc bội chứa đồ trên người Đinh Văn Hầu ra và nói, công tử, trên người Đinh Văn Hầu có rất nhiều đồ quý, tôi tặng hết cho công tử. Ngô Bình có hơi bất ngờ. Không đoán được người trước mặt lại tàn nhãn độc ác đến thế. Cổ Thanh Liên cau mày nói, anh đúng là độc ác, dùng mạng của bạn mình để đổi lấy mạng mình. Ngô Bình hỏi gã, anh tên gì, thuộc môn phái nào? Đối phương đáp, tôi tên Uông Phi, là đệ tử của nhà họ Uông ở Đông Lĩnh. Ngô Bình nhận lấy chiếc nhẫn, nhàn nhạt nói thôi, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra rồi bắt đầu quay. Hỏi, Đinh Văn Hầu là do anh giết? Uông Phi biết Ngô Bình muốn lưu lại chứng cứ để tránh mình giá họa nên chỉ đành bất đắc dĩ đáp, là tôi giết. Ngô Bình, tại sao anh lại giết người ta? Uông Phi ngoan ngoãn trả lời, Ngô Bình quay xong bèn lạnh nhạt nói, để lại mọi tài sản trên người anh rồi cút đi. Uông Phi bỏ lại nhãn chữ vật rồi rời đi như trốn. Ngô Bình cũng không nán lại. Cầm theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời khỏi hiện trường với Cổ Thanh Liên rồi trở về nhà họ Cổ. Cổ Thanh Liên ngồi chơi với Ngô Bình trong một căn nhà nhỏ của nhà họ Cổ một lát rồi rời đi.
Trong phòng đọc sách, Ngô Bình lấy ra 12 búp bê bằng đất sét định bóp nát chúng xem có phải bên trong có thứ gì khác không. Nhưng quỷ dị là mấy con búp bê đất sét ấy lại cực kỳ cứng rắn, cậu chẳng thể bóp nát nổi. Nếu không bóp nát được, cậu bắt đầu ngâm nước, tiếc là ngâm nước cũng không có tác dụng, có vẻ lớp đất sét kia cũng không bị ảnh hưởng bởi nước. Ngô Bình không khỏi khó hiểu, lẽ nào chúng nó gạch dưới chỉ là búp bê bằng đất sét bình thường chứ cũng gạch dưới không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Ngô Bình đặt chúng thành một hàng rồi nhìn từ đầu tới đuôi. Cậu ngắm nghía một hồi thì trong lòng chợt nảy ra một ý nói, động tác của chúng kỳ lạ ghê, lẽ nào là đang che giấu một bí mật nào đó. Cậu nghĩ vậy bèn bắt chước động tác của con búp bê thứ nhất, học theo nó. Nhưng mà, khi động tác của cậu giống y như con búp bê thì cả người lập tức cảm thấy khó chịu dường như có một sức mạnh khủng khiếp đang ngăn cản mình làm động tác đó. Ngô Bình cắn răng, không tiếc thi triển bí thuật tăng sức mạnh của bản thân lên gấp 10 lần mới miễn cưỡng làm được động tác ấy. Rắc! Ngay khi cậu thực hiện được động tác đó thì chợt cảm thấy một sức mạnh tự nhiên trong đất trời ùa vào cơ thể mình. Cùng lúc đó, lớp ngoài của con búp bê kia cũng nát, lộ ra một bức tượng nhỏ hình người được làm từ kim loại sáng bóng. Trên người nó răng kín phù văn, chú ngữ, đôi mắt cũng tỏa ra một ánh sáng huyền bí. Ngô Bình hoảng sợ, nhìn về phía bức tượng, hai mắt nó bản ra một luồng sáng tím chiếu vào trong con ngươi Ngô Bình. Thoáng chốc, trong đầu cậu lập tức xuất hiện một vài ký ức kỳ diệu. Cùng lúc đó, chú ngữ, phù văn trên người bức tượng cũng bay lên rồi rơi lên da Ngô Bình, sau đó có cái in lên da, có cái khác vào trong xương, có cái chui vào trong người cậu. Ngô Bình vừa mừng vừa sợ, hóa ra đây mới là cách chính xác để mở ra nó. Những ký ức kia cực kỳ có ích với cậu, sau khi ghi nhớ, cậu lại bắt chước động tác của con búp bê thứ hai. Giống như lần trước, sau khi Ngô Bình thực hiện được động tác thì lớp ngoài của nó cũng vỡ vụn, lộ ra bức tượng hình người bằng kim loại bên trong. Sau đó, phù văn và chú ngữ bên trên lại bay đến trên người Ngô Bình rồi truyền thừa cho cậu một số thứ. Hai cái, ba cái, năm cái, bảy cái. Khi Ngô Bình nhận lấy phù văn và chú ngữ trên bảy bức tượng bằng kim loại kia, cậu đã cảm nhận được một sự áp lực. Bấy giờ, Ngô Bình mới biết được sức chịu đựng của con người là có hạn, có lẽ mình không có cách nào nhận lấy hết toàn bộ phù văn và chú ngữ. Để thử xem, mình có thể chịu được bao nhiêu, vì vậy, cậu tiếp tục mở ra những con búp bê còn lại. 8, 9, 10. Sau khi Ngô Bình hấp thu 10 bức tượng, cậu cảm thấy cơ thể mình hết sức nặng nề, ngay cả đứng cũng khó, chỉ có thể quỳ một gối trên mặt đất. Ngô Bình nhìn con búp bê thứ 12, lẩm bẩm, thôi bỏ đi, đợi tu vi mình tăng lên một chút rồi mở hai cái còn lại cũng không muộn. Mình cũng phải một người tham lam. Cậu nghĩ vậy bèn cất hai con búp bê kia đi rồi khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể suy ngẫm truyền thừa mà nó đã cho mình. Thực ra, những truyền thừa của 10 bức tượng kia là một bộ, mỗi loại truyền thừa đều là một loại pháp thuật hay thần thông. Hơn nữa, 12 loại thần thông trong 12 bức tượng đó còn có thể hợp lại làm một, tạo thành một thần thông nghịch thiên. Đương nhiên, cách kết hợp cũng không phải là 12 hợp làm một thôi, cũng có thể 4 hợp 1, 6 hợp 1. 8 hợp 1, 10 hợp 1. Chẳng hạn như hiện giờ Ngô Bình học được 10 loại thì có thể kết hợp chúng thành một thần thông đỉnh cấp, từ đấy có thể gây ra sát thương gấp mấy chục lần. Ngoài truyền thừa ra, phù văn và chú ngữ trên bức tượng còn khắc lên người Ngô Bình khiến sức mạnh, thể chất, thần hồn cậu được tăng cường và được lợi rất nhiều. Đương nhiên, cái lợi ấy cũng cần phải có nền móng vững chắc, chứ không cũng chẳng thể chịu nổi những ưu việt ấy. Thoáng chốc đã đến sáng hôm sau. Mới sáng sớm Cổ Thanh Liên đã đến tìm cậu, cười bảo, em trai này, bố tôi muốn gặp cậu. Ngô Bình đáp, được, bố Cổ Thanh Liên tên là Cổ Kiến Nam. Trước đó, địa vị của ông ta cũng không được cao trong nhà họ Cổ, nhưng giờ Cổ Thanh Liên đã chiếm được truyền thừa mạnh nhất, cộng thêm việc cô ta là bạn gái Ngô Bình nên địa vị Cổ Kiến Nam cũng nước lên thuyền lên. Giờ, ông ta đã trở thành nhân vật số 1 số 2 có địa vị gần băng gia chủ. Trong một căn nhà nhỏ, Cổ Kiến Nam đang chờ ở cửa, thấy Ngô Bình đến bèn vội nói, cậu Ngô, hôm qua trễ quá nên không đến làm phiền cậu. Tôi đã sai người chuẩn bị đồ ăn sáng, mời cậu đến ăn cơm chung cho vui. Ngô Bình, bác Cổ khách sáo quá, cháu cậu còn không được. Ba người ngồi xuống, người hầu bưng đồ ăn sáng lên, nhưng món ấy đều vô cùng đẹp, vừa vào miệng là tan,
cực kỳ ngon. Ngô Bình cũng không ngại ngùng, ăn no cả bụng, cuối cùng còn uống lên mấy chén canh. Sau khi ăn xong, người hầu lại bưng nước trà. Lên, Cổ Kiến Nam cười hỏi, cậu Ngô, con bé nhà tôi cũng không còn nhỏ, không biết cậu định thế nào. Câu này có vẻ trực tiếp, Ngô Bình liếc Cổ Thanh Liên một cái nói, chị Cổ là một cô gái tốt, cháu rất thích. Cổ Kiến Nam mừng rỡ nói, vậy là tốt rồi, hôm nào rảnh, tôi sẽ đến thăm đẳng trai. Ngô Bình cười ha ha, không đáp, trong nhà còn có Hàn Băng Nghiên nữa, chuyện này cậu sẽ không tùy tiện đồng ý. Cổ Kiếm Nam cũng là người thông minh, không có nhắc mãi chuyện này, lập tức đổi đề tài nói, cậu Ngô, tôi nghe Thanh Liên nói, giờ cậu đã là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Ngô Bình đáp vâng, mấy hôm nữa, chắc hẳn có thể thăng lên đệ tử tinh anh. Cổ Kiếm Nam hết sức giật mình, đệ tử tinh anh ư. Ôi, cậu giỏi ghê, quả thật khiến người ta phải khâm phục. Ngô Bình xua tay, bác Cổ quá khen rồi. Cổ Kiếm Nam, cậu Ngô, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết cậu có rảnh không? Ngô Bình nói, bác Cổ có gì cứ nói thẳng, cháu có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm. Cổ Kiếm Nam vui vẻ nói, tốt quá, cậu Ngô, cậu cũng biết nhà họ Cổ chúng tôi cũng có chút thế lực ở tỉnh. Nhưng nửa năm gần đây, trên tỉnh chuyển đến một gia đình, thực lực của họ cực kỳ mạnh, chẳng mấy chốc đã nuốt vài thế lực tầm nhỏ và trung rồi nhanh chóng xây dựng địa bàn của mình. Giờ, gia tộc đó bắt đầu cướp giật mối làm ăn của nhà họ Cổ chúng tôi. Chúng tôi có đến nói chuyện, kết quả đối phương lại hết sức kiêu ngạo, đã giết chết và đánh bị thương rất nhiều người nhà họ Cổ. Ngô Bình vừa nghe đã biết Cổ Kiến Nam muốn mình ra mặt hộ, bèn hỏi, đối phương cướp mối làm ăn nào của nhà họ Cổ. Cổ Kiếm Nam, một nơi có phong thủy tốt, nhà họ Cổ chúng tôi vốn định xây một khu biệt thự ở đó. Nhưng giờ, đối phương đã chiếm lấy mảnh đất ấy. Ngô Bình lập tức cảm thấy hứng thú, phong thủy tốt cỡ nào mà có thể khiến các ông để bụng như vậy. Cổ Kiếm Nam nghiêm túc nhấn mạnh, là một mảnh đất phong thủy đỉnh cấp, tên là Thiên Địa Thất Tinh Tụ Linh Bảo Cục. Phong thủy như vậy, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể hình thành đất lành tu hành. Ngô Bình kinh ngạc, đất lành tu hành. Cổ Kiếm Nam gật đầu, mảnh đất phong thủy kia còn tự mang trận pháp tự nhiên, việc trở thành đất lành là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngô Bình, nếu là đất lành trong tương lai thì các thế lực khác không có ý kiến gì à? Cổ Kiếm Nam, người ngoài cũng không biết nó có thể biến thành đất lành. Dù là người nhà họ Cổ, cũng chỉ vài người biết thôi. Ông ta nói đến đây thì thở dài một tiếng, dù biết đến lúc đó nhà họ Cổ cũng chưa chắc giữ được mảnh đất đó, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, người có tu vi cao nhất trong gia tộc đó có cảnh giới gì? Cổ Kiếm Nam, người có tu vi cao nhất là gia chủ, tuổi tác trông cũng cỡ tôi, là cảnh giới bí thiên. Trong tay ông ta có một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại. Ngô Bình, giờ họ đã chiếm lấy mảnh đất kia rồi hả? Cổ Kiếm Nam, tuy vẫn chưa chiếm nhưng đã tỏ thái độ với chúng tôi. Họ muốn lấy được mảnh đất ấy trong vòng một tháng. Ngô Bình cười lạnh, giọng điệu cũng lớn lối ghê. Bác Cổ, dẫn cháu đến đó nhìn trước đã. Cổ Kiếm Nam gật đầu, được, tôi sẽ đến đó xem với cậu. Hai người lướt đi giữa không trung, chẳng bao lâu đã đến một cái thung lũng. Thung lũng rộng hơn 5 km, sâu hơn 15 km, đất đai phì nhiêu cây cối xanh tốt. Có dòng suối nhỏ chảy róc rách, phong cảnh cực kỳ đẹp. Cả hai hạ xuống trên một ngọn núi, Ngô Bình lập tức phát hiện trong thung lũng thế mà lại có rất nhiều khách du lịch, họ dựng lầu cắm trại. Mà trên một ngọn núi bên cạnh thung lũng lại có hơn 100 công nhân đang xây mộ. Cậu quan sát một lát rồi nói, phong thủy của ngọn núi này đúng là rất tốt. Mối làm ăn mà bác nói chắc là nghề xây mộ đúng không? Cổ Kiếm Nam đáp, đúng vậy. Phong thủy của nơi này cực kỳ tốt, nên mỗi ngôi mộ có giá trị cả mấy triệu tệ, vị trí tốt có thể lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu tệ. Hai bên thung lũng, có thể xây hơn 100.000 ngôi mộ. Ngô Bình hoảng sợ, nếu vậy, chỉ bán mộ thôi đã kiếm được hơn 100 tỷ. Cổ Kiếm Nam, thế nên, đối phương mới tranh giành miếng đất phong thủy này với chúng tôi. Ngô Bình xem xét tình hình ở đây xong thì trong đầu chợt xuất hiện một vài thông tin về phong thủy. Bèn nói, chỗ này đã bán được bao nhiêu ngôi mộ rồi. Cổ Kiếm Nam, đã có hơn 100 người giao tiền đặt cọc, mộ cũng đang được xây dựng. Ngô Bình, nơi này không thể xây mộ, trả cọc lại đi.
Cổ Kiếm Nam ngẩn ra, trả cọc. Ngô Bình, phong thủy nơi này không thích hợp. Làm âm trạch, chỉ thích hợp dương trạch. Nếu có thể xây một ngôi nhà trên núi, lại cải tiến một chút phong thủy xung quanh thì chẳng những hội tụ được linh khí đất trời, còn có thể gia tăng số mệnh. Cổ Kiếm Nam, ý cậu là có thể khai thác bất động sản ở đây à? Ngô Bình trợn trắng mắt, bác cổ, trong mắt bác toàn kiếm tiền không vậy? Với những người tu hành chúng cháu, tiền tiền nơi thế tục thật sự chẳng đáng là gì. Ý của cháu là giữ mảnh đất này lại dùng cho riêng mình chẳng phải tốt hơn sao? Cổ Kiếm Nam giật mình nói, một nơi rộng như vậy mà tự mình ở ư? Ngô Bình, đương nhiên là chính mình ở rồi. Nếu nhà họ Cổ bằng lòng thì cháu sẽ mua lại chỗ này. Cái này, Cổ Kiếm Nam không ngờ Ngô Bình sẽ nói muốn mua lại nơi này nên thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Ngô Bình cười bảo, cháu có thể thanh toán một lần hết 70.000 tiền tiên. Cổ Kiếm Nam nói, cậu Ngô, chuyện này tôi cần phải bàn bạc với gia chủ một chút đã. Ngô Bình, được, cháu chờ tin tức từ bác. Cậu lại nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, cháu đi dạo xung quanh một lát, bác Cổ cứ tự nhiên. Được, tôi về nhà họ Cổ trước, nếu có tin tức sẽ báo ngay cho cậu, Cổ Kiếm Nam nói xong bèn tạm biệt rồi rời đi. Ngô Bình đi bộ từ trên núi xuống, đi được một đoạn đã thấy một con đường nhỏ lát đá do con người xây dựng, cậu bèn men theo nó đi xuống. Đi đến lưng chừng núi thì bỗng nghe thấy cách đó không xa có tiếng động, vừa quay đây đã thấy một thiếu niên và một cô gái trẻ đang luyện quyền trong mảnh đất trống. Thiếu niên luyện một bộ quyền, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô gái lập tức chỉ ra sự thiếu sót của cậu ta rồi bảo cậu ta luyện lại lần nữa. Tuy cách cả mấy chục mét, nhưng thị lực của Ngô Bình rất mạnh, vừa nhìn đã nhận ra cơ thể thiếu niên kia có vấn đề, quyền pháp đang luyện cũng có sai sót. Nếu cậu ta cứ tiếp tục luyện thì chắc chắn sẽ hủy hoại cơ thể. Cậu lắc đầu bước tới. Thiếu niên nghe thấy có người đến thì dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Ngô Bình. Cô gái kia có tóc đuôi ngựa, mắt ngọc mày ngài, trên người toát ra một vẻ hiên ngang. Ngô Bình đứng ngoài mấy chục bước cười nói, đang luyện quyền hả? Cô gái hỏi, anh có gì chỉ giáo à? Ngô Bình, tôi thấy thiếu niên kia luyện quyền không đúng lắm nên tới nhắc nhở một câu. Thiếu niên ương bướng, vừa nghe lập tức cảm thấy không phục, hừ một tiếng nói, anh nói tôi luyện quyền không đúng. Anh có biết đánh quyền không vậy? Ngô Bình cũng không giận, cơ thể của cậu có vấn đề, nên không thể luyện loại quyền pháp đó. Nói bậy, cơ thể của anh mới có vấn đề đó. Ngô Bình hết sức bất đắc dĩ nói, cậu đã không tin. Vậy tạm biệt, cậu nói xong định xoay người rời đi. Cô gái kia lại như nghĩ đến gì đó, bỗng gọi cậu lại, đợi đãi. Ngô Bình dừng lại hỏi, có chuyện gì hả? Cô gái chắp tay hỏi, anh trai, anh nói cơ thể của em trai tôi có vấn đề thì không biết có thể nói kỹ hơn được không? Ngô Bình xoay người lại nói, cậu ta trời sinh mạch tượng khác biệt, kinh mạch không giống người thường. Nếu cứ cố gắng luyện bộ quyền pháp cô dạy thì kinh mạch trên chân sẽ bị sai vị trí và tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, cậu hỏi thiếu niên, có phải khi cậu luyện bộ quyền pháp kia thì cảm thấy không dùng được lực? Giống như cậu lái một chiếc xe 200 phân khối, nhưng chỉ có thể chạy được 50 phân khối đúng không? Cách hình dung ấy cực kỳ chính xác, thiếu niên không khỏi gật đầu hỏi, sao anh biết? Ngô Bình, tôi còn biết mỗi lần cậu luyện công sẽ đau bụng, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Đó là lý do tại sao cậu luyện quyền một hồi đã toát mồ hôi. Thiếu niên vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía cô gái. Cô gái cúi gập người với Ngô Bình, anh trai tinh tường ghê, cơ thể em trai tôi đúng là có chút vấn đề. Anh có thể liếc một cái đã nhận ra thì không biết có cách nào trị được không? Ngô Bình cười nói, đây cũng không coi như cái gì xấu, chỉ là kinh mạch khác người thường thôi. Chỉ cần khi luyện công điều chỉnh một số chi tiết thì cũng không đáng lo. Ánh mắt cô gái sáng lên, xin anh hãy giúp em trai tôi, cô gái nói xong định cúi gập người với Ngô Bình. Ngô Bình lắc mình né tránh, nhàn nhạt nói, cô không cần khách sáo như vậy. Dù sao tôi cũng đang rảnh, dạy cậu ta luyện cũng được. Kế tiếp, cậu bắt đầu dạy thiếu niên cách luyện quyền và vận công. Cậu trực tiếp điều khiển chân khí đi một vòng trong cơ thể thiếu niên, sau đó chẳng mấy chốc đã dạy xong. Cô gái im lặng đứng cạnh nhìn. Đợi Ngô Bình dậy xong một lần bèn hỏi, vẫn chưa biết tên của anh. Ngô Bình, tôi họ Ngô. Cô gái, anh Ngộ, tôi tên Lục Tinh Sương, đây là em trai tôi Lục Tiểu Phàm.
Ngô Bình như lơ đãng hỏi, hai người nghĩ gì mà luyện quyền ở đây vậy? Lục Tinh Sương đáp, nhà tôi ở bên kia núi, trước đây tụi tôi thường xuyên đến bên này chơi, cảm thấy không khí ở đây tươi mát nên ngày nào cũng dẫn em trai đến luyện quyền. Ngô Bình, xem ra nhà các cô là một thế gia võ học. Lục Tinh Sương nói, tụi tôi chỉ học được một chút công phu của bố thôi. Ngô Bình lại dậy một lát, thiếu niên làm theo lời cậu luyện thì cũng cảm thấy dễ thở, trên trái không toát mồ hôi nữa, còn càng luyện càng thoải mái. Cậu ta không khỏi vui vẻ reo lên, tốt quá, cảm ơn anh Ngô. Ngô Bình cười, nói, đừng khách sáo, mọi người tiếp tục tập quyền đi, hẹn gặp lại. Lục Tinh Sương thấy cậu định đi thì vội nói, anh Ngô, có thể để lại số điện thoại của anh được không? Nhất định nhà họ Lục của tôi sẽ hậu tạ đại ơn của anh. Ngô Bình phất tay, cậu và hai chị em này mới gặp nhau lần đầu, không chừng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, không cần thiết phải để lại số điện thoại. Cậu nói xong thì bỏ đi, Lục Tỉnh Sương đuổi theo nhưng mới đuổi được mấy bước thì đã không thấy Ngô Bình đâu nữa. Lục Tiểu Phàm trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói chị, võ công của anh Ngô Bình giỏi thật, chắc anh ấy không phải tiên nhân đấy chứ. Hai chị em họ chỉ học được một ít võ, không có công pháp thật sự, miễn cưỡng cũng có thể xếp vào kỳ luyện khí, nên đương nhiên không thể nào hiểu được võ công của Ngô Bình. Lục Tinh Sương nói với Lục Tiểu Phàm bằng ánh mắt mơ màng, Tiểu Phàm, em về trước đi, chị đuổi theo anh Ngô. Lục Tiểu Phàm lo lắng chị đợi em với, em cũng đi. Nhưng Lục Tinh Sương đã đuổi theo, cậu ta không thể bám theo kịp. Một lúc sau Ngô Bình đến thung lũng, trong thung lũng có rất nhiều người đang dạo chơi, người thì chơi phóng đĩa với chó cưng, người thì cắm trại, còn cả những đôi tình nhân đang ôm ấp nhau trong lều, không khí rất vui vẻ, thoải mái. Lúc này, có hai chiếc xe địa hình chạy đến, động cơ máy kêu inh ỏi, người trên xe bấm còi liên tục, sau đó hét lớn lên, mau chóng rời khỏi đây, ai không đi thì lát nữa sẽ biết tay. Thung lũng này là nơi cư dân thành phố yêu thích nhất, môi trường tự nhiên, hơn nữa còn rất ít côn trùng, giờ đột nhiên bị người ta đuổi đi khiến những người đến vui chơi này cảm thấy rất bất mãn. Một đôi tình nhân đứng dậy, người đàn ông đeo kính râm, giận dữ chất vấn, chỗ này cũng đâu phải lãnh địa của riêng ai, các người dựa vào đâu mà đuổi chúng tôi. Người trên xe nói, nhóc con, cãi lại tôi đúng không? Chiếc xe đó lái thẳng đến trước mặt đôi tình nhân trẻ, bốn người đàn ông cao to xuống xe, xô ngã người đàn ông đó. Người đàn ông bị xô ngã xuống đất, giận dữ nói, các người thật vô pháp vô thiên. Một người đàn ông đầu chọc da đen xăm mặt cười cạch cớm, nói, bọn tao là trời. Bọn tao là pháp luật, còn không cút đi. Những người xung quanh thấy đám người này hung dữ như thần chết thì chỉ biết tức giận chứ không dám lên tiếng, ùn ùn bỏ đi. Lúc này Ngô Bình bước tới, hạ giọng nói các người không có tư cách đuổi người khác đi. Người đàn ông xăm mặt thấy vẫn còn người chống đối lại họ thì cười khẩy, bước qua, đưa tay ra tóm lấy cổ Ngô Bình. Nhưng anh ta vừa đưa tay qua thì đã bị Ngô Bình nắm lấy cổ tay, sau đó bẻ nhẹ. Người đàn ông liền đau đớn hét lên, sau đó quỳ xuống đất hét, sắp gãy rồi, xin tha mạng, tha mạng. Ngô Bình cười lạnh lùng, chẳng phải lúc nãy anh rất ngông cuồng sao? Sao không tiếp tục ngông cuồng nữa? Người đàn ông đó toát mồ hôi lạnh đầy trán, lớn tiếng nói, hảo hán, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi. Ngô Bình hất tay, hất người đàn ông đó văng ra xa mười mấy mét, đập mạnh lên sàn. Những người còn lại thấy Ngô Bình biết võ công thì liền lùi lại, sau đó một người đàn ông không cao, mặc đồ đen bước ra. Rõ ràng người đàn ông áo đen đó là cầm đầu của bọn chúng, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Người đàn ông áo đen tiến về phía Ngô Bình, nhún nhẹ hai vai, cả người liền kêu lên lạo xạo, như tiếng đậu tầm xào. Nhưng người đó vừa tiến gần lại Ngô Bình thì đã bị cậu đá văng ra. Sau khi người đàn ông áo đen ngã xuống đất thì liền sùi bọt mép. Co giật cả người. Ngô Bình nói với giọng khinh miệt, mau cút đi. Đám người đó thấy đại ca mình cũng bị đánh bại thì liền mất đi ý chí, lập tức kéo người bị thương lên xe, mau chóng rời khỏi thung lũng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 184.